Chào các bạn, như thường lệ thì hôm nay chúng ta lại cùng gặp nhau trong chương trình phát thanh trực tiếp Cửa sổ tình yêu. Thưa quý vị thính giả, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng mở đầu chương trình Cửa sổ tình yêu của ngày hôm nay bằng cuộc điện thoại gọi đến từ thủ đô Hà Nội. Alo Hà Nội đâu ạ? Vâng, em chào anh ạ. Vâng, chào bạn. Anh ơi, anh cho em có một câu hỏi như này này ạ, cho em hỏi một tí ạ. Vâng, bạn nói Con đi. nhà em năm nay em 16 tuổi, vào lớp 10 nhưng mà em thấy tính con nó cứ cái kiểu gì, xong là nó cứ như kiểu là không thích về mẹ, em cứ nói là nó khó chịu ấy. Thế à? Thì em muốn hỏi tâm lý là con hiếm như thế là như thế nào ạ? Thế là bạn có mấy cháu? Em có hai anh ạ. Thế à, đây là đứa lớn à? Vâng, đây là lớn mà nó cứ kiểu lằng nhằng, xong rồi nó ít nói nó cứ lầm lì, xong là nó chả làm gì, nó cứ ngồi nó ôm cái điện thoại ấy, mà nói nó thì nó chẳng nói năng gì, xong là nó cứ lầm bầm trong mồm ấy. Ừ, thế là con Vâng. trai hay con gái vậy? Con trai ạ. À, con trai. Rồi, Vâng. thế bố nó có tâm sự được với nó không? Chồng em thì là vẫn nói chuyện với con bình thường, thế Ừ. nhưng mà cứ nhìn thấy em là nó chỉ có dạ và vâng bố nó thôi. Ừ. Nên là bố nó nói cái gì là nó nghe, chứ còn em nói là nó khó chịu và nó thái độ ra mặt luôn ấy. Thế à, cái hiện tượng này xuất hiện lâu chưa? Từ bắt đầu từ cuối học kỳ năm năm lớp 9 á, bắt đầu À, thi vào lớp 10 là rồi. em đã thấy cái thời gian Covid ấy. Ừ, bây giờ Đấy. cậu chàng đang là thanh niên rồi đấy. Vâng. Đâm ra có khi nhiều cái không chia sẻ được với mẹ. Thế là đứa thứ hai là mấy lớp mấy? Đứa thứ hai năm nay lớp 9 ạ, thì nó kém thằng đấy có 1 tuổi thôi anh ạ. Cũng con trai à? Con gái ạ, À, nhưng mà con con đấy gái. thì nó lại tâm lý hơn, nó nói nó dễ nghe hơn, mà đại Biết loại đâu là chưa nó đến cái tuổi, chưa đến cái ngưỡng giống thằng anh thì sao? Rồi anh mẹ ơi. hơi buồn đúng không? Nhiều khi Vâng. là không được con tâm sự. Anh Vinh Anh ơi, Đoàn sẽ tâm sự hỏi với em bạn hỏi. nhé. Vâng ạ, em cảm ơn anh. Rồi, xin chào mẹ Em chào anh trẻ. ạ. Mình đang quen với việc là có một thằng con trai nó ngoan, đi đâu nó cũng theo, hỏi cái gì nó cũng kể, nói gì nó cũng, lúc này thì thấy nó Đúng chỉ rồi ạ. dạ vâng với bố nó, xong còn mình nó cứ coi như là không tồn tại thì cũng thấy chán đúng không? Anh ơi mà nó ghét em lắm, nó cảm giác em nói là nó lừa em, nó khó chịu luôn ý. Ồ, Nó cứ mình lầm rầm trong mồm nó, xong em bảo là thế mày chửi tao cái gì mày nói luôn đi. đấy đấy. Em bảo nó cứ lầm rầm mà em Thôi không bây hiểu giờ nó thế này là. nhá, mình thử nói tập nói à, mình nói lại một vài câu mà mình vẫn nói với con xong. Thế em bảo là ví dụ là em hỏi là thế hôm nay có những cái môn gì, nó không bao giờ nó nói với em nó đi học nó nhớ những cái gì, Ừ. và em phải tự tìm hiểu nó, hay là nó chơi với bạn nào không bao giờ nó nói với em, hay là nó chỉ ngồi ôm cái điện thoại và nó tự cười với nó thôi, Ừ. hoặc là nó buồn với em, nó họ bố nó, chứ nó không bao giờ nó biến bản đến em. Thứ nhất là nó buôn được với bố, thứ hai nó buôn được với em, chứng tỏ rằng nó không phải là đứa không muốn nói chuyện. Nhưng mà ở đời người ta chỉ thích nói chuyện với cái người hiểu chuyện thôi. Có những người đi làm cơ quan trong phòng có 3 4 người chỉ nói được với người A người B, chứ còn có một người không nói được câu gì vì câu trước câu sau là chỉ muốn bà ấy muốn chặn họng mình chẳng hạn thì ai còn muốn nói làm gì. Chắc chắn là bố thì cũng vốn là một thằng con trai lớn lên cũng thanh niên cũng biết rồi cũng hiểu rồi. Em nó thì Vâng. cũng có thể là cái dân hơn kém nhau 1 tuổi cũng chia sẻ được những chuyện này trên TikTok, có cái này hay trên Facebook, có cái kia thích nhờ trường mày thế nào, Vâng. trường tao thế kia, rồi hot trend thế nào. Trong khi mẹ thì thế hôm nay có mấy tiết tiết về, thế sao lại về sớm thế, thế Lý năm nay có cái giỏi không, cố mà học quá nào, đừng có cắm đầu vào điện thoại như thế. Thế thế sao tao hỏi mày mày không nói, thế thì mày khinh tao à? Ôi trời ơi, thế ai muốn nghe làm gì nó sẽ. Đấy là nó còn không cãi đấy, nó chỉ cần lẩm bẩm ở trong mồm chứ nó mẹ lắm mồm thế, mẹ nói nhiều thế, hoặc không dân có những đứa là nó sẽ phản ứng lại như thế. Con biết rồi chứ mẹ hỏi lắm, thế con nói là có mấy tiết mấy môn thì mẹ đâu cũng có biết mà, mẹ mẹ cứ hỏi, con vẫn đi học bình thường, các thứ là bình thường, có làm sao đâu, ví dụ như vậy. Thế nhưng mà con mình nó chưa đến độ phản ứng, chứ nói nhiều nữa là thôi mẹ nói ít rồi còn đau đầu lắm, chắc Anh chắn ơi, sẽ có một anh ngày như thế. Ừ. có cái thời gian đỉnh điểm là đầu năm lớp 10, nó có nghĩa là em bảo nó để móng tay dài như mao ấy, thì em có bảo con là cắt đi, thế cái lúc em xong là nó không cắt, nó kiểu chống đối như để nó như thằng nghiện ấy. Thế xong em mới bảo là con ơi cắt cái móng tay đi, ngọt cũng có mà nhạt cũng có mà không thể nói chuyện được với nó ấy anh ạ. Thế Ngọt sau đấy em cũng giờ có còn rồi, còn dài không? nó cứ để kiểu thường thường là em làm thì em hay để ngắn, thì nó cứ để dài nghêu ngoao ra độ khoảng một Thế sao thân hơn mình cứ thân bắt thôi. nó phải để ngắn như mình là mẹ, mình là phụ nữ, mình còn làm giặt quần áo, mình còn nhặt rau,
có thể nó bắt trước cái, vì cái tuổi của nó đang ở cái tuổi mà từ bé mà chuẩn bị sang lớn, lớn thì chưa tới và bé thì qua rồi, rất là muốn trở thành người lớn bắt trước. Nó nhìn thấy một nhân vật nào đó, một cái người mẫu hay một diễn viên nào đó mà nó yêu thích, người ta để móng tay trông có vẻ nó sành điệu, búng búng gãi gãi gầy gầy, nhưng mà yên tâm, một bữa nào đấy mà cô chủ nhiệm hay thầy chủ nhiệm nhận phát hiện ra, nhắc nhở trong cái giờ sinh hoạt lớp rằng là hiện nay là có một số anh số chị là để móng tay dài nên tôi không hiểu là thế nọ thế kia, hoặc là sau này khi mà chút xíu nữa thôi có bạn gái mà yên tâm mẹ thật nói không nghe, nhưng mẹ ranh nói nghe ngay. Ví dụ một cô bạn gái nào đấy mà bảo này cậu trông như thằng nghiện để móng tay kinh, yên tâm về cắt ngay. Cho nên là hãy để đời dạy, nhà trường dạy và bạn bè dạy, còn mình chăm sóc cho con, mình để mắt đến con. Ví dụ như thấy rằng là cái hai nữa là thay vì mình cứ hỏi nó thì mình nhờ nó việc nọ việc kia này, còn phải cài lại cho mẹ cái Zalo tí, đợt vừa rồi mẹ quên mất mật khẩu rồi, bây giờ thì xóa đi xong con có thể tải lại, con cài lại. Ôi rồi ôi, phải đề cao như vậy là mẹ dốt hơn nó, mình phải nhờ nó làm việc nọ việc kia thì mới nói chuyện được với nhau nhá. Anh ơi, có còn trường hợp nó bảo em là dốt cho nó thật mà. Thì đúng rồi, mình dốt thật trong nhiều lĩnh vực. Em nhờ nó cái gì nó cũng không làm đâu, kể cả ngọt cũng không làm. Nhờ cái gì? Mình nhờ những cái gì? Nhờ em những cái điểm mạnh hả không? Em vào mạng đúng công nghệ em cũng hơi kém, em bảo bầu ơi bầu, con ơi con ấy hộ mẹ cái này với. Mẹ không biết gì đâu, nhưng mà nó cũng không làm, nó lặng im luôn. Nhưng em nhờ bất kỳ một cái gì nó không làm. Có nghĩa là nó bảo em là học dốt đi. Nó nói thẳng với em là em ngu dốt hơn nó ấy. Thì mẹ dốt cho nên mẹ phải cố nuôi một thằng giỏi hơn mẹ thôi. Mẹ chả nhờ cái gì, mẹ chỉ nhờ cài lại cái này, chạy lại phần mềm này, là xóa cái này bớt đi vân vân. Mà nói nhẹ nhàng dí vào tay nó điện thoại đấy, con lúc nào con làm được rảnh rỗi làm, không phải ngay bây giờ, cứ lúc nào đó con cài lại cho mẹ. Cứ thế đấy. Mình nhờ nhất thì mình cũng phải. Thật ra thì trên đời nó có một cái từ rất là hay, đó là từ nhún nhảy. Mình muốn nhảy thì mình phải nhún xuống. Mình muốn chơi với ai, mình muốn làm được việc gì thì mình cũng phải đề cao người ta, mình ca ngợi người ta, mình phải bốc lên. Ôi trông đẹp trai như bố, được cái là thông minh hơn bố. Còn thì tất nhiên là mẹ thì dốt thì không tính làm gì rồi. Nhà này nhất bố nhì con trong là áp út là mẹ, ví dụ như thế. Cứ vui vui như thế, chẳng đến nào nó bảo là công nhận mẹ dốt thật đâu mà. Cái người cứ tự nhận dốt ấy thì người khác không nói mình dốt đâu. Vâng ạ. Vâng, em cảm ơn anh. Rồi, hy vọng là bạn sẽ hòa nhập được với cả cái sự thay đổi của cậu con trai nhà mình nhá. Vâng, em cảm ơn anh ạ. Và đây có thể nói là đây cũng là một kinh nghiệm để chuẩn bị cái cô con gái của mình cũng bước vào cái tuổi đó nhá. Vâng, em cảm ơn ạ. Rồi, em chào bạn. Anh ạ. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình bằng cuộc điện thoại khác, cuộc điện thoại gọi đến từ tỉnh Thanh Hóa. Alo, Thanh Hóa đâu ạ? Vâng ạ, đây ạ. Tôi đang nghe đây ạ. Vâng ạ. Dạ, câu hỏi ạ. À, thì tôi muốn chuyên gia tư vấn cho vấn đề về hôn nhân gia đình ạ. Vâng. Vâng ạ. Hôn nhân gia đình tôi cũng sơ qua một chút ạ. Vâng. Tôi với ông xã là kết hôn năm nay là hơn 30 năm rồi ạ. Dạ vâng. Thì có ba cháu. Trong cuộc sống gia đình hôn nhân thì anh ta là một người rất là gia trưởng, độc đoán, bảo thủ và bạo hành, và thậm chí cũng lăng nhăng nữa. Thì tôi cũng châm trước. Vâng. Vâng. Tôi châm trước rất nhiều lần rồi, mà cho đến bây giờ con cái lớn rồi thì cách đây 5 năm, năm 18 đấy, thì tôi phát hiện anh ta đã có quan hệ lăng nhăng. Với một đội năm 17 thì phát hiện rồi thì cũng châm trước. Đi tiếp tục năm 18 thì bắt quả tang, thì anh ta bắt đầu... Chị kể nhanh câu chuyện của mình nhé. Anh ta rất là anh ta bắt đầu là bạo hành. Vâng. Không nhận, rồi bắt đầu là đánh đập. Và tiếp tục 19, 20 là tiếp tục mấy đối tượng nữa. Vâng. Thì tôi đã đau khổ và đến đấy trầm cảm luôn, vì con nó đang còn chưa xong. Vâng. Đấy, cho nên là bây giờ tôi cũng đã làm tay mạnh rồi, thì cũng bảo luôn, không ở với nhau thì làm đơn ra tòa đi, chứ đừng để này khổ tâm lắm. Vâng. Ông cứ trốn cũng đi suốt thôi, về nhà tôi chỉ là một cái con rối cho phục vụ anh ta thôi, về nhà nói câu trước câu sau là ông đấm. Đấy. Và đến bây giờ thì tôi cũng đã trầm cảm đúng 2 năm trời, không ăn không uống gì được, tôi 7-8 cân liền. Bây giờ tôi cũng nghĩ là tôi cũng theo ông Đinh Đoàn nhiều lắm, tôi xem đó, đăng ký mãi không được thì xem cái gì mình cũng ăn ủi được. Và bây giờ mình cũng buông bỏ trong tư tưởng ra. Và hiện tại bây giờ là vợ chồng không quan hệ gì cả, chỉ có ở thì để lo cho mấy đứa cho nó xong thôi. Và tôi cũng muốn hỏi chương trình là tới đây là con cái nó xong xuôi rồi thì
Tôi cũng làm đơn ra tòa rồi nhưng mà chưa giải quyết á. Tôi cũng muốn năn ná cho anh ta sửa, nhưng anh ta không sửa được. Anh ta cứ bảo tao thách mày đấy. Rồi, năm nay chị bao nhiêu tuổi rồi đấy? Dạ, năm nay tôi cũng lớn rồi, 57 tuổi rồi. Dạ, 57 tuổi. Anh chị đứng sai con gà đang hay là con gà gô? Con gà đang cục sắc. Dạ vâng, thôi chị đứng xa nó ra một tí nhá. Vâng, chị. Vâng. Hiện tại thì ông ấy đang ở nhà hay là ông ấy... Hiện tại là ông cũng là về hưu rồi, sĩ quan quân đội đấy. Ừ, ông ấy đang ở nhà cùng chị hay là ông không, ở nơi không, khác? Không, bây giờ ông đi vắng ạ. Bây giờ đang ở cùng. Đang ở cùng, nhưng hiện tại thì ông không đang ở nhà. Nhưng mà hàng ngày thì ông vẫn về nhà đúng không? Vâng, vẫn về ăn cơm, đảo hàng. Nhưng mà vợ chồng coi như là không lâu rồi, không ngồi mâm với nhau. Dạ vâng, thế là một trung bình một tuần thì ông ấy đấm chị mấy lần? Không, khoảng là từ năm 18 đến giờ thì rất là thưa. Nhưng khoảng gần một năm nay á. À, có nghĩa là đánh ví dụ như là tôi cũng trao đổi với ông ấy, rồi con cái nó cũng góp ý cho ông ấy. Ừ. Nhưng mà ông không lên là ông đấm, rồi ông bóp cổ, rồi ông xô, rồi ông nói chung là ông bạo hành. Rồi. Khi nói ông bảo là tao không lên như thế thôi. Ừ. Đấy, nói thế mà suốt rồi. Mấy bây chục giờ năm nay, anh chị là vẫn đang ở cùng với con cái của mình đúng không? Vâng, không ạ. À, hiện nay là hai đứa gái là lấy chồng rồi, còn một đứa cháu trai thì đi học đại học ạ. À, thì đâm ra là ở nhà chỉ có mỗi hai ông bà ở với nhau thôi đúng vâng, không? Vâng, mới đây ạ, vâng. Rồi. Chị Hoàng Thúy Hải sẽ tâm sự với chị nhé. Vâng, vâng ạ. Tôi chào bạn. Vâng, xin chào ạ, xin chào chuyên gia ạ. Tôi cũng, chúng mình cũng gần gần tuổi nhau. Vâng, tôi vâng chỉ ạ. Hơn bạn một chút và tôi nghe câu chuyện của bạn, tôi thấy đúng là quá khổ nhỉ. Quá khổ. Quá khổ, không phải chịu khổ. Chịu đựng quá. Ừ, không phải khổ mà là quá khổ. Vâng. Mình mang tiếng là có chồng. Vâng. Và có ba đứa con. Vậy vâng. Mà cái cuộc sống của mình nó không có một cái giây phút nào mà nó được vâng bình ạ. Yên, thanh thản. Đúng. Đúng. Đúng không ạ? Vâng. Vâng ạ. Và nuôi con thì ông ấy là bộ đội thì suốt thời không trai bao giờ trẻ, ở nhà thanh mà xuân vâng thì ông ấy ở ngoài bộ đội. Vâng ạ. Mình tự đẻ, tự nuôi dưỡng vâng con ạ. Đúng không? Chăm đúng sóc ạ. con, cho con vâng nó chị. lớn. Bây Nói đúng giờ lắm ạ. con nó đã trưởng thành rồi, con gái nó đã Vâng. có gia đình. Lại Dạ. còn một cậu út thì đang học đại học. Vâng ạ. May mắn là chị còn có ba cái của để dành đấy. Vâng, nó quá là tốt và vâng ạ. nó trưởng thành được như thế, hoàn toàn là một tay mẹ chăm, một tay mẹ Vâng. nuôi, một tay mẹ dưỡng. Quá đúng ạ. Ừ, và bây giờ thì ba cái của để dành đấy thực sự nó là cái tài sản vô giá Thương đối mẹ với lắm. chị. Ừ. Vâng. Nó là tài sản vô giá đối với chị và Dạ đúng dạ. là may mà còn ba cái chỗ đấy để mình dựa vào. Vâng. Chứ không mình chẳng còn thiết cái gì ở trên cái đời này nữa đúng không Dạ dạ chị? đúng ạ. Bởi vì Quá đúng. là phụ nữ mà tôi hiểu cho nên là nếu như mà không có cái chỗ dựa lớn như vậy thì mình chẳng còn cái gì ở trên đời này, mình Vâng, trắng tay luôn. đúng. Trắng tay Ừ. luôn. Bây giờ thế này Vâng và ạ. cái hậu quả mà lớn nhất đối với chị thì Vâng tôi ạ. vô cùng tiếc là Vâng. chị lại để ảnh hưởng đến sức khỏe của mình. Vâng ạ, Chị có đó, biết tiếc trầm lắm ạ. cảm nó là một cái bệnh, nó sẽ để lại cái hậu quả rất là lớn nếu như người bệnh và người thân không nỗ lực tự vượt qua Vâng mà ạ. để cuối cùng mà mình lại phải thành uống thuốc, mãn tính uống Vâng. thuốc suốt đời Vâng. thì Chỉ có thuốc an thần thôi ạ. nó sẽ Vâng. ảnh hưởng tới Không sức ngủ khỏe được. của chị. Chỉ Nó thuốc sẽ an thần ảnh thôi. hưởng tới sức khỏe của chị rất rất là Vâng. nhiều nhé. Vâng ạ. Vậy bây giờ theo tôi thì thế này, Vâng ạ. hai đứa con gái nó đã yên ổn rồi, nó đã cho mình được niềm vui như thế là tốt rồi. Vâng. Anh con trai cũng học đại học, thời gian mà mình phải cần để chăm sóc anh ấy nữa cũng không còn nhiều nữa. Nó Vâng chỉ một vài năm nữa là con ra trường, con sẽ tự trưởng thành, con Vâng sẽ lúc đấy con sẽ là chỗ dựa cho mình rất là Vâng lớn. Vậy thì mình sẽ nói chuyện với ông này lúc ông ấy hoàn toàn tỉnh táo, lúc ông ấy hoàn toàn bình thường. Là ông có muốn duy trì cái cuộc sống như thế này nữa không? Bây giờ chị đâu có phải phụ thuộc vào ông ấy một chút gì Vâng, nữa đâu, vâng. À, đúng tôi không? là cũng về hưu rồi, cũng có Bao lương nhiêu ạ. năm nay rồi đúng không ạ? Vâng, ạ. Và chị, theo tôi thì chị nên nói chuyện thẳng thắn với ông ấy một lần, hai lần. Kể cả có nói riêng tư, sau đó có thể mình gọi cả các con về, mình gọi là họp gia đình ấy. Nói với bố xem là bây giờ bố muốn sống cái kiểu sống như thế nào. Vâng ạ. Nhá. Vâng. Mẹ, năm nay mẹ đã bắt đầu bước vào tuổi 60 rồi, sức khỏe của Vâng. mẹ là vấn đề vô cùng quan trọng. Vâng ạ. Bởi vì chị Nằm xác viện định suốt rằng rồi khi ạ. chị Chỉ có ốm, đau đầu, không ngủ được, đau đầu, uất, uất, uất. Xin chị lỗi bác ạ, sĩ tí ạ. cái Sau gì uất đấy, chị ạ? nghe tôi nói này,
cái uất đấy nó sẽ biến ra rất nhiều những cái bệnh khác, đặc biệt là về tim mạch. Đấy, cho nên cái sức khỏe của chị là lớn nhất. Chị nằm một chỗ sẽ không ai thương chị, không ai phục vụ chị. Vâng ạ. Nhá. Và ơn rời, nếu đau một giờ đi một giây thì nó còn phúc chị ạ. Nếu mà chị nằm một chỗ ấy, thì sẽ khổ vô cùng tận luôn. Vâng ạ. Và bây giờ chị là người chủ động cuộc sống của mình. Vâng ạ. Nói với ông ấy là ông muốn sống cuộc sống như thế nào. Còn nếu một lần nữa và như thế này tôi sẽ không thể sống với ông được. Chị hoàn toàn có thể tự đệ đơn ra ngoài chính quyền để mà vâng tòa án để chị chấm dứt cái cuộc hôn nhân này. Để làm gì? Mình phải sống cho mình. Vâng ạ. Mình phải giải thoát cho cái cuộc sống của mình. Chứ tất nhiên tôi là người ngoài, tôi không thể hiểu được tất cả những cái nội tình của câu chuyện này chị. Nhưng bây giờ không, trời cứu không bằng mình tự cứu. Vâng ạ. Nhá. Chị phải xác định rằng chị đấy, mấy lần chị đi viện chị biết rồi. Đi viện đây là chị còn tự đi mua được thức ăn, vâng. Chị còn xin lỗi. Mỗi lần là tôi đi viện thì tôi nói với ông bảo là bây giờ già rồi, nhiều tuổi rồi, đi viện là họ trả về tao lo chống kèn. Chị không trông cờ chờ gì cái con người này nữa. Không, và không nếu như chờ. Cuộc sống cứ như thế này thì ông ấy sẽ sống chống kèn sớm cho mình. Vâng, rồi ông ấy phủi tay. Luôn. Ông ấy phủi tay rất là nhanh nhá, tự tìm lấy cách cho cuộc sống của mình là chính. Vâng. Rồi, chị đã nghe rõ những lời chia sẻ của chị Hoàng Thúy Hải rồi chứ? Vâng ạ. Hy vọng chị sẽ khắc phục được những cái khó khăn của mình. Tôi muốn hỏi một chút là hỏi cô Hải một tí ạ. Vâng. Vâng, cô Hải, tôi bảo với chuyên la về ấy thì đi quá nhiều ạ, mà tự nhiên tôi út và lãnh cảm là gì? Tại vì nó đi quá nhiều đối tượng quá đấy. Vâng. Và nó bị lây bệnh xã hội ấy. Vâng. Có phải là cái bệnh sùi màu gà là tôi tham khảo là nó qua có quan hệ nhiều đối tượng gái. Chị ơi, sùi màu gà nó là bệnh lây truyền qua đường quan hệ tình dục. Vâng, đúng vâng. Rồi mà vợ và tôi, nếu như từ mà khi đến nhau đến giờ không việc gì mà cái thời gian ông đi ngoài về là ông bị và ông đã đi chữa bệnh thì tôi nói là tôi cũng xem trên mạng tôi coi cái bệnh đấy nguyên từ đâu, tôi nói là ông đánh, ông bóp cổ tôi rồi ông dúi, ông bảo là ông giết. Thì cái bệnh đó là cái bệnh tôi biết là ông quan hệ gái nhiều. Chị và ơi, cũng đã một vài lần đã định vị đã bắt được ở nhà trọ rồi. Chị ơi, không phải chỉ là sùi màu gà đâu, sùi màu gà là chị còn nhìn thấy ở bên ngoài hoặc là có thể chị bị lây, chứ còn những cái bệnh khác nữa cơ, nó là HIV, nó là viêm gan B, nó là viêm gan C, nó là còn rất nhiều những cái bệnh khác mà mắt mình không nhìn thấy được khi mà nó chưa có triệu chứng lâm sàng. Vậy thì mấu chốt của vấn đề ở đây là chị hãy thương lấy chính chị nhá. Rồi, cảm ơn chị Hoàng Thúy Hải, xin chào chị, chúc chị có một sức khỏe thật tốt và ổn định tinh thần nhé. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục chương trình Cửa sổ tình yêu của ngày hôm nay bằng cuộc điện thoại khác. Cuộc điện thoại gọi đến từ thủ đô Hà Nội. Alo, Hà Nội đâu ạ? Vâng, chào anh ạ. Vâng, chào bạn. Vâng. Dạ vâng. Tất cả các anh chị trong chương trình Cửa sổ tình yêu. Hai vợ chồng em khúc mắc ở các kết hôn được 20 năm rồi, nhưng mà kiểu khúc mắc về cái phần sinh hoạt vợ chồng, về tính cách của chồng. Em làm cái gì em cũng phải nhìn mặt chồng. Nếu mà em có nói ra quan điểm của mình, chồng còn xong rồi nhiều khi em cảm thấy em ức chế mà có lo lắng cái gì cho con ấy thì mà chồng không vừa ý cũng toàn chửi xong rồi đánh em nghĩ nhiều cái mà bây giờ mà nghĩ buông thì nghĩ cũng vì con mà bây giờ mình, nhà cửa mình cũng ổn định rồi cũng chả liên quan gì đến em làm ăn như này, đêm nào cũng cứ nghĩ đến mình như thế. Em nghĩ là em chán, em muốn hỏi lên cửa sổ tình yêu bây giờ em phải làm thế nào. Năm nay bạn bao nhiêu tuổi rồi? 41 tuổi, lấy chồng được khoảng 20 năm nay rồi đúng không? Và theo như bạn kể thì chồng của bạn là người rất gia trưởng, tất cả mọi ý kiến của anh ấy là chuẩn nhất. Còn nếu mà bạn có nói gì thì anh ta không nghe theo và không đồng ý đúng không? Kể cả chuyện nuôi dạy con cái. Nếu và... mà có nghe theo thì cũng chửi em hoặc là chửi họ hàng bên nhà em, thì là em ở gần ngoại nhưng mà chửi cũng chẳng lễ nang thì có thể là có mẹ vợ rồi, kể cả là ngoài cái việc mà anh ta rất là gia trưởng thì anh ta còn bạo hành bạn nữa, bạo hành cả về tinh thần lẫn thể chất đúng không, tức là còn cả đánh bạn nữa đúng không? Thế bây giờ bạn mong muốn điều gì ở chương trình? Em muốn cửa sổ tình yêu cho em lời khuyên bây giờ làm thế nào. Em thấy rằng là em nghĩ là bây giờ bỏ nhau thì em những con em bây giờ cháu lớn là học năm thứ nhất, còn cháu thứ hai học lớp 8. Nếu như em có bỏ thì em cũng
thương các con. Rồi. Em cũng có hỏi ý kiến các con, nhưng các con chỉ bảo là bây giờ mẹ làm thế nào cho tinh thần được thoải mái nhất, nhưng mà con không muốn sự lựa chọn giữa mẹ và bố. Ừ. Các con không muốn sự lựa chọn giữa mẹ và bố con, thì em có nói thế, em đã suy nghĩ rất nhiều. Rồi, bây giờ bình tĩnh lại nhé, và anh Đinh Đoàn sẽ tâm sự với bạn. Rồi, xin chào. Anh chào anh Đinh Đoàn ạ. Cố gắng nghe nhé, điện thoại không nhận là hơi khó nghe một chút nhé. Con trai bao nhiêu tuổi, con gái bao nhiêu tuổi rồi? Con gái nhà em năm nay vừa mới thi đại học xong, bước sang tuổi 19, còn con trai thì 14 tuổi. Rồi, anh nghe câu chuyện rồi. Kinh tế gia đình thế nào, ổn định không, khá không? Mình làm nông nghiệp hay là mình kinh doanh, hay là nhà mình nguồn thu nhập là cái gì? Nói chung là hai vợ chồng đều làm công nhân, nhưng mà thực ra là cái kinh tế nhà em là không phụ thuộc vào nhau, tại vì là làm cũng vừa đủ ăn. Bây giờ nhà cửa ổn định và nuôi con cái không phải vay mượn gì hết. Rồi. Kể cả độc kinh tế của em độc lập mà của chồng. Độc lập tức là ông cũng chẳng đóng góp gì, mình cũng đủ lương để mình nuôi con mình bao nhiêu năm nay đúng không? Không phải, có nghĩa là mỗi tháng chồng em sẽ đưa cho em 5 triệu, còn đâu là em tự lo hết từ A đến Z, con rồi. Cái nội ngoại. Anh ấy chỉ như một người chủ trọ mà nộp tiền cho bà chủ để lấy tiền ăn thôi đúng không? Ừ. Anh ấy có cái gì để mà anh ấy tự hào vượt trội hơn mình không? Anh ấy đẹp trai hơn, anh trẻ hơn, hay là anh ấy khéo léo ra đường là đến bây giờ phụ nữ cứ bâu đi anh ấy chẳng hạn? Cái ra đường phụ nữ bâu thì em không biết, tại vì em đi làm từ sáng đến tối, em không quan tâm vấn đề đấy. Nhưng mà nếu mà nói về khéo léo thì hầu như bên chồng em là toàn ủng hộ em, còn đây là tính cách của chồng em, kể cả như con em này, anh chị em bên chồng đều cạch mặt chồng em ra. Vì tính cách là nói cái gì là mọi người cũng phải nghe, hoặc là uống rượu một cái mà chửi một cái là mọi người đều im. Và nhiều lúc mẹ chồng em có biết em phải chịu như thế, mẹ chồng em chỉ động viên là thôi sống thì các con. Chứ còn mẹ biết tính của nó như thế rồi, đâm ra mẹ mà có nói vào nó cũng chỉ chửi mẹ thôi, nó cũng, mẹ cũng không giải quyết được gì. Tại vì bố chồng thế em một ngày, một tuần thì mấy lần cãi nhau, và bao lâu thì đánh nhau một lần? Đánh nhau thì nói chung là nếu như em nghĩ mà chửi bố chửi mẹ em lên, hoặc làm một cái gì đấy mà nói em nghĩ em không cãi lại, sẽ không đánh em. Nếu như em chỉ cần cãi lại thì có thể là vung tay lên tát luôn, tát vài cái. Ăn có ăn chung không? Bữa ăn đi có ngồi xuống cả vợ chồng cái, và lúc ăn có chửi nhau không? Ăn thì đang ví dụ là đi làm về, là em đi làm về mà nấu ăn mà chẳng may là hơi mặn tí hoặc là không vừa mồm một tí thì có thể chửi luôn bữa ăn, chửi từ đầu đến cuối luôn. Thế có ngủ không? Ngủ đều không? Cái chuyện quan hệ vợ chồng ấy có duy trì hả? Đều anh ạ. Và cái đấy thì không có vấn đề gì đúng không? Cứ cái lúc làm thì không hay cãi nhau mấy. Tại vì làm tách xa nhau ra, mỗi không. Người công ty chẳng ai gần nhau. Cái làm không nói làm gì, nhưng mà cái chuyện vợ chồng có duy trì quan hệ, năm nay mình mới có 41, cũng còn trẻ lắm. Duy trì cái quan hệ vợ chồng không? Hòa hợp không? Vẫn bình thường, nhưng mà em nói thật ra nhiều lúc cãi nhau, với lại cái tư tưởng làm cái gì cũng phải nhìn mặt chồng, đâm ra cái tinh thần của em nó cũng, chán. Thôi thích thì đòi thì cho, chứ còn cũng chả thích thú gì đúng không? Bây giờ thật ra thế này, thôi thì chắc là mình cũng chịu đựng lâu rồi, trong lòng nó cũng buồn, muốn gọi điện đến để tâm sự chia sẻ, chứ chắc là một cái thay đổi lớn chắc mình cũng chả dám làm đâu. Mà giá như mình lấy một, đây rõ ràng như anh Thành Văn ban nãy có chia sẻ, chồng của mình này vừa gia trưởng, vừa vũ phu, vừa bạo lực, rồi nói chung là còn thiếu trách nhiệm rất là nhiều thứ. Thế mà mình cũng sống được 20 năm, cũng hai đứa con 19, 18 cả rồi. Tất nhiên là mình đã cái gồng gánh lên nó cũng quá nặng rồi. Bây giờ chỉ muốn chia sẻ cho nhẹ lòng thôi. Chứ còn bảo chia tay hay ly hôn thì chắc mình không dám. Bởi vì bản thân mình cũng thấy này, nhà cửa ổn định này, muốn con có bố này. Thế rồi là kinh tế thì cũng độc lập này. Không lẽ bây giờ mẹ chia tay nhau lại hóa giá thanh lý cái nhà xem bao nhiêu, mỗi người cầm một ít rồi ra đi rồi thuê nhà hoặc là vân vân, thì chắc là cũng mình cũng ngại đúng không? Đấy, thế thì... các anh hỏi anh dự kiến là như thế này, em thì nghĩ rất nhiều, em bảo là bên
em nhà ngoại em thì bảo thôi cứ để ở với bố mẹ, nhưng mà em bảo chẳng tội gì, tại vì hai bàn tay trắng làm nên là tự dưng mình nhà của mình tất... tội gì phải bỏ đi đâu đúng không, mà dám ở một cô gái 18 đôi 20 vừa mới lấy chồng có đứa con còn độ 2-3 tuổi bị chồng nó bạo lực thì bế con về ngoại để nương nhờ còn được, mình phụ nữ sắp lên bà nội bà ngoại cả rồi bây giờ về làm khổ bố mẹ ra mà cũng không thay giải quyết được vấn đề gì cơ, mà cái việc mâu thuẫn vợ chồng nó vẫn cứ còn tồn tại ở đấy, chứ không phải mình bế con về ngoại để dọa ông kia ông sợ thì ông sang ông tìm thì ông nhún nhường gì đâu. Không, tuổi này không phải là cái tuổi bế đi đâu cả, như mình nói là đúng, cái nhà là nhà của mình, trong đó mồ hôi công sức của vợ chồng cùng nhau làm từ những ngày còn trẻ không có đi đâu cả, nhà mình nhá. Cái thứ hai là xung quanh mình còn có 2 đứa con, vậy là cứ tạm gọi đi, mình cũng có cái nơi nương tựa về tinh thần, ngộ nhỡ có chuyện gì xảy ra các con nó cũng bên cạnh mình và nó cũng bênh vực mình, nó cũng ủng hộ mình, đấy cũng là một cái mà gọi là vui vui đúng không. Cái việc thứ hai thì phải nói rằng là bên nhà ngoại cũng như mọi người lớn cũng nói rồi đấy, người ta bảo giang sơn dễ đổi bản tính khó rời, tính cách của một con người uốn cây thì uốn từ lúc còn non, dạy con thì học cấp 1, cấp 2, cấp 3, chứ còn nếu nó lên đại học nó lớn rồi tuổi ngoài 20, tính cách gia trưởng hay là cục cằn hay thô lỗ hay lịch sự nó cũng đã ổn định rồi, cái sự thay đổi nó ít lắm đấy, chỉ có khi chính cái người trong cuộc ấy, người ta thấy rằng là tính của người ta là không chấp nhận được, họ phải cố thay đổi, đi tu đi luyện để thay đổi thì may ra mới được, chứ còn chưa chắc đã được cơ mà. Cũng như mình thế thôi, tính mình cứ nhút nhát cả nể, nhiều lúc mình chán mình lắm ấy, thế nhưng mà mình cũng có thay đổi được đâu. Thế vậy thì mục đích của mình bây giờ không phải là để cải tạo ông kia, ông ấy vũ phu, ông gia trưởng, ông ấy nóng tính hơi một tí thì ông giơ tay thì ông vẫn thế rồi, bây giờ chỉ có rời thì may mới dạy được ông ấy là trở thành người đạo đức thủy chung, son sắt, nhẹ nhàng, lịch lãm, không có nhá. Thế và cái thứ hai nữa, ở đời người ta cũng nói rằng có những thứ phải chung sống. Lũ lụt là một thứ rất sợ mà người ta còn dạy nhau cách chung sống với lũ. Đại dịch Covid đập rồi chết như ngả dạ, cuối cùng có chiến thắng được đâu cũng bảo thôi chung sống với đại dịch Covid. Vậy thì cái ông chồng của mình 20 năm được rồi thì bây giờ tiếp tục học kỹ năng chung sống, chứ không phải là tìm cách bỏ chạy hay phá tan gia đình hay đi đâu. Mà con nó nói đúng đấy, chúng là lớp trẻ khôn hơn thật. Thôi, con chỉ muốn là cái nhà này vẫn duy trì, nhưng mẹ làm sao cho tinh thần của mẹ thoải mái hơn. Đó là gì? Cũng phải bật lại chứ. Này, ông đưa được 5 triệu bạc, ông tưởng to lắm à. Đây, hầu, đây cũng đi làm, ông chưa phải nuôi nhá. Ông chê cơm này không ngon thì từ mai đi không phải nộp tiền nữa, ăn ngoài. Đây không phải con này, không phải đi làm đầy tớ cho đứa nào hay hầu ai. Mình cứ thử thế xem nào. Mình sợ cái gì? Đến lúc này mình sợ gì? Thế thì mình không biết làm gì à? Mình đứng cho nó tát à? Con run xéo lắm nó phải quằn chứ. Đến đây con chó mà bị đá nó quay lại nó đớp cho phát chứ. Nó mình to khỏe, người to khỏe. À, có lần đánh em đi viện xong rồi em với bảo bác sĩ là kiểm tra đầu em xong có sao không, thế là em, anh bác sĩ hỏi ra em bảo là em bị ngã, anh mà không cái chỗ này em bị đánh, em đừng nói dối anh. Ừ, thế đấy. Là, xong rồi anh bảo, nếu mà có muốn đưa ra pháp luật thì cái chỗ này cũng muốn thụ lý, nhưng mà em bảo thôi bây giờ làm như thế thì cũng chẳng giải quyết được gì đấy. Nó đánh mình đi viện, bác sĩ còn nhận ra là đây là vết đánh chứ chẳng phải gì, thì mình là người nối giáo cho giặc, mình là người dung túng rồi đúng không. Thế còn bây giờ cứ dọa đi, tôi gọi công an, tôi gọi cơ quan pháp luật, luật bình đẳng giới, luật phòng chống bạo lực gia đình, có xung quanh mình có hội liên hiệp phụ nữ, mình báo cáo để cho chính quyền địa phương gọi ra làm kiểm điểm, thề hứa là không được gây bạo lực nữa, lần đầu phạt cho gọi là hành chính một số tiền nhất định, nếu còn tái phạm thì sẽ xử theo luật hình sự chẳng hạn, ví dụ như thế, nó có tính chất răn đe. Đây mình cũng là con bao che, nó đánh mình còn bảo là bị ngã thì thôi rồi, đấy là mình cũng trong đấy có một phần trách nhiệm của mình nhá. Mình phải mạnh mẽ. Tất nhiên là không phải nó cứ tát mình cách mình xông vào tát ngay, thiếu gì cái biện pháp nào mà để thấy rằng là mình không cần ông ấy, mà chính là ông ấy đang cần mình. Rằng là không có tôi rời ra thì ông chết, chứ còn đây á cũng chả sợ gì, tự làm tự ăn, có các con. Thế cho làm sao? Nhá. Thế và nếu như có tìm cái sự hỗ trợ thì phải tìm đúng nơi đúng chốn.
không phải gì cả. Báo cáo chính quyền địa phương rất nhiều trường hợp mà người phụ nữ bị chồng đánh đến nguy hiểm đến tính mạng, xong rồi lúc ấy các cơ quan pháp luật mới vào cuộc, xong rồi người ta trách cứ về hội phụ nữ hay là tổ dân phố hay là trưởng thôn sao lại không biết vụ việc này, thì người ta cũng bảo rằng các chị im mồm, các chị có khai báo gì đâu, có chia sẻ gì đâu mà ai biết, cứ tưởng là bình an lắm. Con có khóc thì mẹ phải cho bú chứ nhá, muốn ai giúp đỡ gì thì mình phải biết chia sẻ. Rồi, bạn đã nghe rõ những lời chia sẻ của anh Đinh Đoàn rồi chứ? Hy vọng những cái lời tâm sự này của anh thì sẽ giúp ích bạn ít nhiều nhá. Xin chào bạn, cảm ơn anh Đinh Đoàn. Chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình bằng cuộc điện thoại gọi đến từ thủ đô Hà Nội. Alo Hà Nội đâu ạ? À mẹ ạ. Dạ vâng, tôi nghe đây ạ. Vâng ạ. Tôi mà nói anh là tôi năm 69 tuổi. Ờ thế ạ. Dạ vâng. Nhưng mà sinh hoạt một tuần 3 buổi thì có quá nhiều không? Thế ạ. 1-2 là tại sao, tôi hỏi anh là tại sao sinh hoạt với một người trẻ tuổi, tức là người ít tuổi thì là rất khoan khoái và dễ chịu. Nhưng mà sinh hoạt với một người nhiều tuổi, ví dụ như thế thì là người rất mệt. Đấy, tại sao vậy? Rồi, anh năm nay 69 tuổi, tuần anh vẫn làm được 3 cái đúng không? Làm với vợ ấy, làm với ai đấy ạ? Nói chung là làm với bạn tình. Rồi. Tóm lại anh đi ra ngoài không phải vợ mình đúng không? Bởi vì cụ bà nhà anh thì chắc cũng phải 65, 67 rồi đúng không ạ? Và anh chỉ mong muốn là với các cô 2X thôi đúng không? Ly thân, thể ly thân lâu rồi. Vâng. Thế nhưng cái chỗ của anh là có an toàn không đấy? Không lại cụ lại cụ mang bệnh vào người đấy cụ ạ? Không à, đây là ấy mà, đây là một kiểu bồ bệnh. Rồi, thế là cái cô bồ là bao nhiêu tuổi đấy ạ? Cô này nếu mà, nói chung là tôi là có mấy người rồi, nhưng mà cái người già là... Già là bao nhiêu đấy ạ? 60, 61. Vâng, thế là anh quan hệ với cả bà 60 lẫn cô 20, bởi vì anh rất là nhiều bồ đúng không? Đúng rồi. Anh chắc là cũng là thuộc dạng là sáng sủa, sạch sẽ, to cao, đẹp trai đúng không? Đẹp lão chứ nhỉ? Cũng bình thường, đẹp lão. Dạ vâng. Rồi, bây giờ một tuần 3 buổi, bây giờ là anh muốn là một tuần 5 buổi hay là sao ạ? Không, thế là tôi muốn hỏi anh tại sao nhá. Ví dụ tôi sinh hoạt với cái cô bồ trẻ. Vâng. Tôi nói thật với anh là tôi 4 vợ. Vâng. Vợ mới có 28, 27, 26 tuổi. Đó. Nhưng mà tại sao là cứ sinh hoạt với cái cô vợ? Tôi nói, đầu tiên tôi cảm ơn anh là sự tin tưởng gọi đến chương trình Cửa Sổ Tình Yêu. Và vâng, cũng chúc mừng anh là có cái sức khỏe rất là tốt, rất là phong độ. Nhưng mà thực sự là cái câu hỏi của anh nếu mà phát sóng ở trên đài thì nó rất là nguy hiểm. Bởi đây đúng như rồi, thế không nó... Phát thì tôi... Dạ vâng, thế là mời anh liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại tổng đài và anh đăng ký cuộc gọi tư vấn riêng tư nhé. Bởi à, như này. Không được phát gì. Dạ không được phát. Cái này là phát à? Dạ vâng. Vâng vâng, ok. Chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình Cửa Sổ Tình Yêu của ngày hôm nay bằng cuộc điện thoại gọi đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Alo, thính giả thành phố Hồ Chí Minh đâu ạ? Dạ em chào anh, em ạ. Dạ vâng, chào bạn. Câu hỏi của bạn là gì vậy? À, em muốn hỏi chuyện gì à? Tại lúc trước về cái sinh lý của em anh ạ. Rồi. Làm sao? Cụ thể đi. Ý là em hỏi lúc trước kia là em lúc 32 tuổi á. Ừ. Hiện tại giờ em 43 tuổi rồi. Ừ. À, lúc trước em 42 tuổi thì em quan hệ coi như một ngày á là em quan hệ được 3-4 lần. Rồi. Chung là liên tục trong một tuần có thể em làm được. Rồi. Và bây giờ coi như em gần cầm tay phụ nữ nhỏ em nó không lên được anh ạ. Tức là sao? Bây giờ 43 tuổi thì làm sao không quan hệ được nữa à? Dạ, ý là mình nắm tay phụ nữ thì nó không có cảm xúc, nó không có cứng, không có cương cứng được. À, thế nhưng mà một tuần thì được mấy lần? Mấy năm giờ em chưa thử lại nhưng mà em theo cảm giác em nói chuyện như... Có vợ chưa? Có vợ chưa? Dạ, dạ chưa. Chưa có vợ? Dạ, thế bây giờ, tức là 10 năm trước thì mình nắm tay phụ nữ thì là cái chỗ của mình là cứng lên. Dạ, dạ. Rồi bây giờ có mà nắm đến cả ngày thì cũng chả cứng. Dạ, trước kia có người yêu, ví dụ như đi vào sau ngồi xe máy chở là nó có hơi là nó cứng à. Ừ, rồi, bây giờ chả thấy gì. Chứ bình thường thì nó có lên không? Chứ không cần nắm tay ai rồi có tự dưng nó lên không? Đột ngột ý. Bình thường thì em nói chuyện điện thoại nó lên. À. Điện thoại nói ấy, hung gió rồi nó lên mà coi như trực tiếp á. Trực tiếp mà gặp trực tiếp á. Coi như có lúc mấy cô nữ là bơn trớn luôn, nó cũng không thèm lên. Không? Thế là bây giờ chưa có vợ, thế nhưng mà có người yêu không? Dạ không, 4 năm giờ chưa có lại. Thế à? Thế là 4 năm rồi là không quan hệ với ai à? Dạ không quan hệ với ai. À thế à? Và cũng cảm thấy là bình thường đúng không? Dạ. Rồi, tóm lại là thế 4 năm nay thì có tự làm không? À
thổ dâm, thổ dâm mà có. À, rồi. Vẫn hoạt động được đúng không? Dạ, hoạt động được. Cứng đầu lắm mà được khi quan lại sao tự nhiên xuất tinh hùng mà tự nhiên nó còn cứng. Hôm nay thì gọi đến cửa sổ tình yêu lần thứ nhất, 10 năm sau lại gọi đến cửa sổ tình yêu lần thứ hai, lúc ấy mình 53 tuổi, xong là kể lại xem là thời điểm hiện tại thì nó ra làm sao nhá. Bây giờ thì bác sĩ Hoàng Thúy Hải sẽ tâm sự với bạn. Dạ, cảm ơn anh. Tôi chào bạn. Dạ, em chào anh chị. Tôi nghe câu chuyện của bạn với cả anh Văn từ nãy rồi. Thế sao mình chưa lấy vợ? Dạ, tại em tìm đối tượng nó chưa hợp, mấy cô kia sống với em toàn là tiền bạc mà lo đồ xong xuôi cũng mấy cái tay rồi kia nọ, em buồn quá, số phận của em nó là tận em tới 3-4 mối tình rồi chị ơi. Tại vì bây giờ bạn đã ngoài 40 rồi đúng không, 43-44 đến nơi rồi thế. Dạ. Và như bây giờ thì người ta có thể gọi là cái đời sống tình dục của mình nó không được ổn định. Dạ. Mình không có một cái đối tượng để mình điều hòa cái cơ thể của mình theo sinh lý một cách tự nhiên, mà mình đang ép, tức là mình phải tự xử lý, tức là bạn đang phải tự thủ dâm đúng không? Chứ bạn không có người để bạn có thể có cái hoạt động tình dục đều đặn và bình thường. Có gái nhưng mà phụ nữ có con rồi em không có thích, em chỉ nói chuyện qua điện thoại mà em không có thích lấy người phụ nữ có con. Đấy là tôi đang nói về mặt tâm lý thì là như vậy. Yeah. Nhưng mà về mặt cơ thể, về mặt thể chất ý, về mặt sinh lý ý, thì hiện nay mình có thể nói là cái đời sống tình dục của mình nó không được bình thường. Tất nhiên là bạn thủ dâm nó cũng là một cái phương pháp để thực hiện cái hành vi quan hệ tình dục, nhưng đấy là tự mình làm, và những cái mà mình xuất tinh ra nó cũng chỉ là do cái mình tự kích thích thôi, còn những cái hưng phấn, những cái cảm xúc, những cái mình xuất tinh khi mà mình quan hệ thực sự với một đối tác khác thì bản thân bạn cũng đã được trải nghiệm rồi và bạn thấy hiện nay nó hoàn toàn khác nhau đúng không? Tôi chưa nói về cái giai đoạn trước cách đây 10 năm. Khi mà mình còn đang ở đầu ba đấy, gọi là ở đầu ba. Thì mình quan hệ rất là nhiều, rất là khỏe, thậm chí một ngày có thể 2-3 lần. Giờ thì em có thể buổi tối, canh ngày 4, buổi tối 4 không hả chị? Đúng rồi. Mặc dù là về mặt sức khỏe là hành vi đấy không phải là hành vi có lợi cho sức khỏe. Mình đã chạy theo cảm xúc của mình quá nhiều một cách rất là bản năng. Và mình bắt cơ thể mình nó làm việc, nó mình gọi có thể dùng từ là nếu trong thời gian dài có thể gọi là quá tải. Có thể bạn mới mua một cái xe, lúc đầu thì nó vẫn rất còn khỏe, máy móc nó vẫn còn đang rất là tốt. Và khi mà mình đi với bất kỳ một cái tốc độ nào mình cảm thấy rất là êm, rất là đạt được cái mục đích như là mình mong muốn. Đấy. Nhưng nếu như mà mình cứ đi một thời gian dài như vậy, mình không bảo trì, không bảo dưỡng gì cả, thì đương nhiên là cái xe đấy nó sẽ nhanh, rất nhanh xuống cấp đúng không? Cơ thể con người cũng thế, cơ thể con người nó là một cái cỗ máy rất là tinh vi. Nó đòi hỏi mình phải có cái bảo trì, bảo dưỡng, rồi mình phải yêu cơ thể của mình. Nhưng thôi đấy, câu chuyện đấy... Cô yêu cầu liên tục em. Thôi cũng may là mình cũng thôi cái cô đấy rồi, đúng không? Và câu chuyện đấy nó cũng đã cách đây 10 năm rồi. Cho đến bây giờ có vẻ mình đang bị chịu một chút hậu quả. Tức là về mặt tâm lý thì có thể là bạn chưa ưng một cô nào, hoặc là như bạn nói bạn cao số, bạn có rất nhiều những cái cô mà tới với bạn nhưng mà vì những cái mục đích khác nhau, chứ còn bạn chưa nhận thấy là ai đến với mình hoàn toàn vì tình yêu đúng không? Mà người ta có thể đến với mình vì nhiều những cái lý do khác, trong đấy tình yêu chỉ là một phần rất nhỏ thôi. Thế và đối với cái cảm xúc tình dục của bạn bây giờ cũng là có vấn đề. Trước đây mình thấy rất là hăng, rất là lên rất là nhanh, nhưng bây giờ mình cảm thấy là nó lên rất là chậm đúng không? Và cái đôi khi mình còn cảm thấy mình không có hứng nữa, hay nói cách khác là mình cái cảm xúc tình dục của mình nó bị chai lì đi, mình phản ứng lại với những cái ham muốn nó chậm hơn, nó không còn nhanh như trước đúng không? Thực ra bây giờ là bạn ở lứa tuổi 40
mấy rồi thì nó cũng phải khác với cả lứa tuổi ba mấy. Phản xạ chung đối với các cái vấn đề trong cuộc sống nói chung cũng như là những cái vấn đề về sức khỏe là nó bắt đầu nó ở cái giai đoạn nó sẽ chậm dần để nó xuống thoái trào khi mà mình vào cái giai đoạn tiền mãn dục hoặc là mãn dục. Thế cho nên là điều đấy nó cũng là bình thường. Tuy nhiên thì bạn cũng không nên chủ quan mà mình cũng cần phải đi kiểm tra sức khỏe xem là mình có bị mắc một cái bệnh mãn tính gì không. Ví dụ những cái người mà mắc những cái bệnh mãn tính về tiểu đường này, tức là những cái bệnh về rối loạn chuyển hóa đấy. Em có đi khám ở bệnh viện em học ở bên Từ Dũ. Em bị rối loạn cương dương vậy chị. Thế là mình cũng bị rối loạn cương dương rồi đúng không? Mà bác sĩ nói cho em cũng biết nữa, nhưng bác sĩ nói thôi. Em có phải điều trị gì không? Em cũng có uống thuốc thời gian, nhưng mà nói là uống thuốc đó là sau này là nó sẽ lâu xuất tinh, nhưng mà em uống xong rồi em thủ dâm thử em thấy nó cũng nhanh lắm. Nhanh lắm, thủ dâm có 3 phút là xuất tinh, nhưng mà trong khi nó xuất tinh nó lại còn cứng. Nó khó chịu lắm. Nó sào xuống. Đấy. Đấy là biểu hiện của rối loạn cương dương đấy. Lúc mình cần cương thì nó không cương, lúc mình chưa xong việc thì nó không cương, còn lúc mình xong việc rồi thì nó lại cương, tức là rối loạn mà, rối loạn lúc cương dương. Là như thế. Thì em cũng quan hệ nó ra cái giúp tinh, nhưng mà thực sự nó cũng còn cứng, nó muốn nữa nhưng mà nó lại khó chịu lắm, giống như là nó vừa xuất ra một cái gì đó xong nó khó chịu, nó muốn nữa mà tới cái lúc cao trào á nó lại không mạnh được, nó lại nhẹ chứ mình mạnh không được vậy. Nó không phải là kỳ mà là nó đang rối loạn chứ nó không bình thường. Khi mà bạn xuất tinh ý thì lúc đấy là những cái nhát bóp của nó rất là mạnh, nó tạo ra một cái lực để nó xuất được tinh dịch ra ngoài đúng không? Thế nhưng mà đến cái giai đoạn đấy thì mình đang bắt đầu là có những cái rối loạn, cho nên là nó cái lực nó không đủ để nó xuất ra, có thể bạn không xuất tinh được hết, cho nên là bạn cảm thấy khó chịu. Các em thắc mắc nghe em nhắc lời chị, tại vì em quan hệ có sau có thể 15 phút chưa ra luôn. Nói chung là cái hành vi quan hệ tình dục của mình nó cũng có nhiều những cái vấn đề, mà có những cái vấn đề nó cũng không phù hợp với cả sức khỏe của mình. Tốt nhất bây giờ theo tôi là thế này này. Thứ nhất là quay trở lại cái chỗ nam khoa nhá, để điều trị theo đúng cái hướng dẫn của bác sĩ nam khoa cho nó có thể cải thiện được cái tình trạng cương dương của mình cái đã. Trước tiên là mình phải là như thế. Sau một loạt những cái hậu quả mà mình đã bắt cái cỗ máy sinh dục của mình nó hoạt động rất là gắng sức và nó hoạt động có nhiều kiểu nó không phù hợp với nó, thì bây giờ phải ổn định nó lại. Bởi vì cho dù là còn hay là không thì cái đời sống tình dục của bạn nó vẫn còn kéo rất dài, ít nhất phải 2-3-40 năm nữa. Đấy. Thế cho nên là mình bây giờ nó đã có vấn đề thì mình phải đi tìm vấn đề xem là nó ở đâu, vấn đề gì, cải thiện nó như thế nào. Đấy là cái đầu tiên. Tức là mình phải theo chỉ định của bác sĩ nam khoa, tái khám đúng quy định, uống thuốc đúng với cả quy định để cho nó cái hoạt động của cơ quan sinh dục của mình nó ổn định, đúng không ạ? Cái thứ hai nữa là về cái vấn đề quan hệ tình dục ấy, thì ở đây tôi muốn nói với bạn là như thế này. Cố gắng tìm lấy một cái quan hệ tình dục như thế nào đấy mà nó có thể phù hợp với bạn cả về tinh thần lẫn về thể chất. Cái này bạn sẽ tự hiểu và bạn sẽ có thể tự tìm được cái nào nó phù hợp nhất với mình, đúng không? Chứ còn bây giờ nếu như mà mình quan hệ tình dục với rất nhiều người hoặc là quan hệ tình dục rất nhiều kiểu, ví dụ như vậy, thì có những cái nó chưa phù hợp với mình, kể cả về mặt tâm lý cũng như là về mặt sức khỏe, thì nó sẽ làm cho cái hoạt động của cơ quan của bạn nó sẽ càng ngày càng rối loạn hơn cũng như là nó khó điều chỉnh nhá. Cái thứ ba nữa mà tôi muốn nói với bạn đấy là cái vấn đề nếu được thì mình cũng nên ổn định cuộc sống, đúng không? Vì bây giờ mình cũng đã bốn mấy rồi, có một cái cuộc sống ổn định, có gia đình, có vợ chồng, có con cái, mọi thứ nó thuận theo tự nhiên. Thì kết hợp với đó, khi mà mình đã ổn định rồi, mình sẽ có những cái biện pháp để mình chăm lo cho sức khỏe của mình. Mình sẽ giữ gìn cái sức khỏe của mình hơn, cũng như là những cái hành vi quan hệ tình dục của mình nó lành mạnh và nó bình thường, thì tôi tin là sức khỏe của bạn sẽ được cải thiện. Bên cạnh đấy thì kể cả sức khỏe tình dục nó cũng sẽ tốt hơn nhé. Rồi, bạn đã nghe rõ rồi chứ?
Chúc bạn có một sức khỏe thật tốt nhé. Cảm ơn bác sĩ Hoàng Thúy Hải. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình bằng cuộc điện thoại gọi đến từ tỉnh Quảng Nam. Alo, Quảng Nam đâu ạ? Dạ, tôi nghe đây ạ. Dạ vâng, chào chị. Câu hỏi của chị là gì vậy? Vâng, tôi muốn nhờ bên tư vấn dùm tôi nói là bây giờ vợ chồng tôi là bây giờ tôi là 56, ông xã tôi 57. Dạ vâng. Con gái, con trai là lấy vợ lấy chồng hết rồi. Vâng. Cách đây 5 năm là ông ấy có chơi bời thì gây hú. Vâng. Nhưng khi là tài sản là ông cũng lại lấy một phần nào đó thì ít thôi của ông cho lại tôi. Ừ. Thế là bây giờ là tôi không dám để tên nhà và đất tên tôi mà tôi phải để tên con. Ừ. Hiện giờ là con nói là bây giờ con muốn là chuyển lại cho mẹ, còn mẹ cũng để sang tên bố hay không thì theo ý con là cũng nên để tên bố cho bố đỡ tủi thân. Ừ. Vì bây giờ bò là chê rồi. Rồi. Mà tiền bạc bây giờ cũng không có, cũng khổ lắm thì để rồi. Cho ông về ông ở cho tự do thì tôi nhờ bên tư vấn cho tôi xem là con nên là để tên ông hay không. Tóm lại là hai vợ chồng anh chị đã ly hôn chưa? Không, tôi không ly hôn mà tôi chỉ là ly thân thôi. Dạ vâng, tức là 5 năm trước thì là ông ấy cặp bồ bên ngoài và hai vợ chồng ly thân từ thời điểm đó. Bây giờ là bồ chê rồi thì ông lại quay về nhà ở đúng không? Không, không hẳn là ông ấy bỏ hẳn từ đấy giờ, có nghĩa là làm nhà ông vẫn ra làm hộ, ông vẫn có trách nhiệm với gia đình. Ừ. Đấy. Nhưng mà mẹ con tôi bây giờ vẫn cứ cảnh giác mà sợ ông ấy nếu mà cho ông đứng tên biển đỏ thì sợ ông lại chơi bời nữa đấy. Bây giờ ông ấy đang ở đâu? Bây giờ ông ấy vẫn, trước kia là tôi ở Gia Lai, xong tôi bán ở đây đi, tôi chuyển ra Đà Nẵng với con. Rồi, bây giờ ông ấy đang ở đâu? Ừ, ông ở Gia Lai. Vâng, thế tức là chị đang nói cái nhà ở Gia Lai đúng không? Không, tôi đang nói cái nhà ở Quảng Nam, Đà Nẵng này này. Thì ông ở Gia Lai đang ở một mình à? Ông ở một mình, ông về đấy, ông nói là ông về, ông làm công việc ở đấy nó tiện. Nhưng mà giờ kiểu sức cũng yếu rồi, cũng muốn là ra đây để ở cho có gia đình. Rồi. Thế bà chắc là ở trong Gia Lai là ở thuê để làm việc đúng không? Đúng rồi. Rồi. Và bây giờ mẹ con chị thì đang ở Đà Nẵng? Gọi là Quảng Nam thôi chứ không ở Đà Nẵng ạ. Rồi. Anh Đinh Đoàn sẽ tâm sự với chị nhé. Vâng. Rồi, xin chào chị. Vâng, em chào anh. Tức là 5 năm vừa rồi thì có đi lại với nhau nhưng không ở cùng nhau đúng không ạ? Anh ấy thì sống và làm việc ở Gia Lai. Còn vâng. Thì mình thì theo các cháu ra ngoài Quảng Nam và cũng mua được nhà ở Quảng Nam để ở. Nhà là hoàn toàn là tiền của mình, của vợ chồng phía trước đấy. Vâng. Bởi vì đang tự nhiên là vợ là chồng mà chỉ là ly thân, rồi anh có bồ mà anh lại sang chuyển hết tên sổ đỏ với lại sang tên riêng của mình chị à? Nói chung là ông ấy thì thật ra mà nói là ông tốt tính, ông cũng thương tôi. Đó. Thương vợ con khi mà con còn nhỏ là học là ở, nói chung là tôi ở đồng rừng. Rồi. Em rừng đến khi là con cái trưởng thành học hết cấp 3 được rồi, đi học đại học giúp các thứ là đi ra thành phố. Ừ. Là vợ chồng là có ý chí hướng từ trước là bán đi để đi thành phố. Rồi. Xong bắt đầu là quán đi karaoke đi, là bắt đầu là bọn kia nó biết là bán đất đi thành phố, nó thấy có tiền nó bu vào. Ông ấy dạy. Ừ. Rồi. Vâng. Thế thì tóm lại thế này, bây giờ anh ấy thì gần như trắng tay đúng không? Đúng rồi, giờ trắng tay không còn gì nữa. Và anh ấy 57, anh ấy làm cơ quan việc nhà nước đúng không? Không, hai vợ chồng làm nông, vậy nó mới thương ông ấy, tôi mới thương ông ấy. Vâng. Thật ra thì mình là người gốc Bắc, mình di cư vào đấy, mình làm ăn rồi gặp nhau thôi đúng không? Người gốc Bắc, hai vợ chồng cùng người Bắc. Rồi. Trong đi kinh tế, đi kinh tế năm 85, 83 gì đấy. Rồi. Này nói thật là bây giờ thì anh ở trong đấy anh thuê nhà xong anh đi làm thuê à, hay là anh cũng có nương, có dãy, có cà phê, cà phê hay gì? Không, có nghĩa là tôi ở khu gọi là Caronba, nó đất nó khô cằn, nó ông chủ yếu sống về nghề rừng. Mấy ông về ông đi hàn cho người ta nè, thuê làm thuê làm mướn về cái người bạn, người ta có cái kho, người ta cho ở nhờ thì. Trời ơi, thế hả? Thế nói xong chung bây ông giờ là ông khổ, ông không có chả còn bồ bịch gì nữa đúng không? Ừ. Vâng. Thật sự trong thâm tâm của chị có hận anh ấy nhiều lắm không? Không, nói thật với anh là hận 10 mà thương cũng 10 luôn ấy, vì khó giận rồi. Giận thì giận mà giờ thương thì thương. Con cái trưởng thành rồi gì có ăn miếng đẻ rồi thì ông lại như vậy lắm. Lúc tôi nghĩ là như kiểu ông rãnh cái nghiệp, những thôi. Cái rủi ro cho con cái đấy. Thôi. Nên tôi thương ông 10 luôn ấy. Tốt quá, chị có người gốc Bắc Ninh không? Không, tôi người Thái Bình ạ. À, bởi vì thấy cứ vừa giận vừa thương thế mà tưởng là hát bài giận thì giận, thương thì thương. Thôi, nói thế chứ thế này.
cũng lớn tuổi cả rồi, cũng hai người đều ở gọi là trôi giạt xa quê để mà mình kiếm ăn, cũng yêu nhau, cũng sống với nhau mấy chục năm, đến lúc con cái trưởng thành, giờ cũng có học có hành, cũng dựng vợ gả chồng. Thật ra thì con người ta không phải là không có những lúc mà nó sai lầm, sa ngã. Đặc biệt là cái vấn đề trai gái là cái vấn đề mà rất dễ sa ngã. Nhạy cảm. Đúng rồi. Thôi thì rất là mừng cho anh ấy, chứ không phải là mừng cho anh. Mừng cho anh ấy rằng cho đến giờ phút này chị vừa giận vừa thương. Nhưng mà tôi nghĩ là trong cái câu nói của chị, cái chữ thương nó còn nhiều hơn đấy. Giận 7 mà thương cũng tận 8 rồi chứ không phải là... Thế thì tôi nghĩ rằng là cái việc thương này, tạo điều kiện cho quay về này, để cho ông ấy được sống ở thành phố này, ở gần vợ con này, rồi sau tới đây thì có các cháu này, cuối đời ông ấy nó đỡ long đong vất vả. Đấy là một cái rất tốt và nó là cái nghĩa vợ chồng. Thế nhưng cái việc mà cho tên vào sổ đỏ hay không lại không quan trọng. Mình nói chứ mình là người phụ nữ mà, mình phải chốt, phải cầm trịch. Con người ta không biết thế nào đâu, 30 chưa phải là Tết mà mấy năm 7 thôi. Nhiều ông 70 còn theo gái chứ đừng nói là ông 7. Cho nên là mình cũng cứ nói với các con là mẹ thì mẹ không bỏ bố, chỉ có bố bỏ mẹ thì bỏ, chứ còn mà thật ra về mặt nguyên tắc thì chưa, trên giấy tờ chưa ly hôn thì vẫn là vợ chồng. Rồi non sông nó cũng về một mối. Rồi đấy vẫn là gia đình, nhà mình vẫn là gia đình, chẳng qua là được rồi đấy, bố mày thích ở riêng chứ có mẹ có đuổi gì đâu. Thế tới đây thì mẹ định là thôi bảo bố xuống dưới này, rồi cho bố một cái xe máy, bố chạy Grab hay chạy xe ôm hay là không, xe máy thì con đã cho rồi ông ạ. Không, đang nói là ví dụ như bàn một cái cách làm ăn đấy chứ không phải xuống nuôi không. Bởi vì nhàn cư vi bất thiện đấy, cho nên là xuống thì phải tạo cái công cái việc cho, sáng cũng đi làm, mỗi tháng phải có trách nhiệm, còn sức khỏe thì còn phải làm, chứ mà ngồi đấy mà lại uống trà chém gió rồi là lại ghi con lô con đề gì đấy thì cũng rất là không hay. Còn cái việc mà cái sổ đỏ nó tên mẹ thì cũng sẽ là của bố. Mẹ chứ chả bao giờ là lấy cái lý do là nó chỉ có tên mẹ đối xử thế nọ thế kia với bố cả. Đúng không? Cho nên là không phải mất thêm phí để đi mà lại chuyển đổi thành là ghi thêm tên ông vào để mình nâm nớp, mình lo một ngày nào đó ông cầm ông cắm sổ đỏ rồi ông ấy đi nợ nần rồi về ông ấy đòi là phải bán đi để ông lấy một nửa ông trả nợ. Thế thì người phụ nữ bao giờ cũng là cái người mà sống nó mẫu mực. Cứ vào tay phụ nữ thì cứ yên tâm. Nó không đi đâu mà mất đâu. Mình chắc là tuổi mình chẳng bán đất đi để theo dai, đúng không? Cho anh ta, em cắt ngang câu này. Có nghĩa là khi ra đây là em không dám để tên em, mà em để tên con gái em. Bây giờ con gái em là nó có chồng có con rồi. Lúc đó nó có chồng rồi nhưng mà nó lấy chồng người nước ngoài. Mà bây giờ khả năng nó lại đi nước ngoài thì nó ở đấy. À, nó muốn chuyển lại cho mẹ chứ còn thì nó mới đi nước ngoài nó định cư thì thành đất của nó. Mà rồi bán chác sau này chuyển đổi nó cũng sẽ khó khăn ra, đúng không? Đúng rồi đấy. Rồi. Thế để em lên hỏi tiếp đã. Ý là con nhà em nó nói là giờ con là tương lai là con sẽ về Hàn. Thế nên con bây giờ con muốn là con sang là sang cho mẹ. Nhưng mà theo ý con thì thôi thì công lao của bố thì cứ sang cả cho bố chứ. Nhưng mà rồi mẹ con chỉ sợ mẹ không khuyên được bố sau nhỡ xảy ra chơi bời đi. Thế bảo rằng hỏi... là... Thế bảo lần sau là mình lại làm một cái việc mà để mình cứ phải lo ngay ngay. Mình không làm cái việc mà mình cảm thấy yên tâm là con đưa cho mẹ mà của mẹ cũng sẽ là của bố. Vì bố mẹ vẫn là đang là vợ chồng, đúng không? Sẽ có trách nhiệm với nhau, hơn nữa là mình sống có tư, có cách, có đạo, có đức từ trước giờ vẫn biết rồi. Mình chẳng phải là mình cướp của chồng để mình lấy thì mình mang về quê Thái Bình để mình xây nhà thờ tổ của mình đâu, đúng không? Thế thì không cần đâu, cứ chuyển sang tên mình cũng được. Đó. Với điều kiện là có chuyển được không, bởi vì rằng khi đi ra nhà đất ấy mà người ta chuyển sổ đỏ ấy, là người ta cũng nhưng mà ngày xưa là mình chuyển cho con gái chứ không có liên quan gì đến con rẻ, đúng không? Không có liên quan. Rồi, đúng rồi. Vì người nước ngoài là không được quyền mua đất ở Việt Nam năm lúc đó thì anh. Thôi cũng may nhà mình chứ nếu không mà rồi là con gái mình lại lấy một cái anh rể nào đấy bây giờ thì anh lại cứ nằng nặc anh nói rằng là tên của vợ nghĩa là tên của chồng anh có phần ở trong thì cũng phiền phức. Thôi. Mình cơ bản nhất là cái lòng mình nó thanh thản, mình sống hết nghĩa hết tình thôi, còn cái đất cái cát nếu có giữ thì cũng là giữ cho ông ấy, cho tuổi già của mình, nếu một mai mà mình vẫn khỏe mạnh mà mình có không phải tiêu đến thì lại là của các con cũng tốt thôi mà nhé. Rồi chị đã nghe rõ rồi chứ? Không, thế muốn hỏi anh là
tôi là tôi cứ lăn tăn là của tài sản. Lúc đó là ông ấy nói này, ông nói là tôi chỉ muốn thêm, tôi muốn bớt tài sản, là tôi cứ biết tôi đưa cho bà, tôi cho bà. Thế bây giờ là tôi lại cầm hết, tôi sợ cái kiểu mình mang tội thì là công lao của thứ ông nhất là chị ơi, mà để sang tên ở chỗ ông ấy thì sợ lúc mà ông ấy, thế tôi muốn là chị ơi, tôi là để tôi nói này. Một là anh chị vẫn đang là vợ chồng, dù là có tên chị, một mình chị đi chăng nữa, chị cũng không thể bán được khi không có sự đồng thuận của anh ý. Còn có ghi tên anh ý vào trong cùng với tên chị, thì nếu anh muốn bán, vẫn phải có sự đồng ý của chị. Đâm ra cái chuyện ghi thêm tên hay không có ghi thêm tên không quan trọng đâu chị nhé. Bởi vì một tài sản như thế là phải có sự đồng thuận của cả hai vợ chồng thì mới được bán hoặc là được sang tên. Nhá chị nhá, cảm ơn chị đã quan tâm đến chương trình Cửa sổ tình yêu của chúng tôi và gọi điện đến. Chúng ta cùng chuyển sang cuộc điện thoại khác. Điện thoại gọi đến từ tỉnh Hải Dương. Chồng em đi nước ngoài đấy ạ. Vâng. Đi 5 năm thì em ở nhà chỉ có 5 năm chương hay gì thì mới về thôi. Vâng. Và năm sang năm thứ tư đầu tiên ấy thì em có lên mạng kiểu như là chơi đùa thôi. Vâng. Chơi đùa với một người ấy, thì cũng là chỉ chơi đùa chứ không phải là tôi không tình cảm gì cả, chỉ là anh em lên mạng chơi đùa nhau thôi. Vâng. Thế nhưng mà cái ông chơi nhau thì có chơi nhau là mới tới chỉ về vào nhận ra là anh trai và em gái. Thế nhưng mà cái hôm nay nó cứ bảo là thôi anh trai em gái anh mời em, và anh mời em đi uống nước có được không. Thế mới rồi em từ chối, mới xong nó mời nhiều quá thì em cũng lẻ em đi. Em đi thì hôm đấy thì người ta cũng bật cũng ra cái quán đấy uống ngủ uống nước, nước ý với em là chỉ đứng nhìn từ xa xem mặt như thế nào thôi chứ em không ý định là gặp nó. Vâng. Thế nhưng mà đến khi nó đi đến đây thì đến gần rồi, em đứng đấy hơi gần sau em rồi thì nó gọi điện thì em lại không nghe, em lại nghe máy, em đứng đứng xa nó rồi đâu cũng nghe máy, nó đứng đằng sau em rồi, thế thì bắt buộc phải đi ngồi uống nước. Vâng. Uống nước thì ngồi đây nước thì em bảo em ra mua cái gì nhưng nhớ không bỏ mới xong nó thật em cho uống cái thuốc gì xong nghe uống thì cũng xong cái cứ mơ mơ mà lại cho thế là tôi thẳng lên chị là đi theo và đóng vào nhà nghỉ. Vâng. Thế thì người từ đây về đây là cắt hết điện thoại, cắt hết tất cả Zalo là lúc em chặn hết không gì cả. Thế xong nó còn đây là nếu mà không đi với nó thì nó báo với gia đình nhà em ấy. Vâng. Nó bảo gia đình nhà em thì nó cũng gia đình bố mẹ để em và bố mẹ chồng em và chồng em thì em thì sợ cái dạy mang tiếng kiểu như là không muốn gia đình em thì tan vỡ không. Vâng, tôi hiểu ạ. Thì thật là em có đi theo nó 5 lần nữa thì em không đi nữa. Lúc em không đi nữa thì đúng là cách nhau 3 tháng rồi thì chồng em về thì em không bắt đầu quan hệ gì nữa. Chồng bạn bây giờ về nước rồi đúng không ạ? Vâng ạ. Vâng, và có biết chuyện về quá khứ của bạn với cả người bạn trai kia không ạ? Có chị ạ, bây giờ thì cái sim của lúc trước ấy, em dùng ấy. Vâng. Thì em lại chồng em lấy cái sim ấy chồng em dùng. Thế lúc đó 3 tháng, cách để 3 tháng sau nó mới nhắn tin vào cái máy của chồng cái sim cũ của em ấy. Vâng. Thì chồng em phát nhận ra, thế là về nhà thì vợ chồng em cũng dùng phải 2-3 tháng rồi đấy, xong bắt đầu chồng em mới tha thứ chỗ em. Chồng em bây giờ thì lại lên mạng này kiểu như là kiếp quen một đứa em gái, cũng nhận nhau em gái, nhưng bây giờ thì này hai người lại yêu nhau và nên nhắn tin lên mạng suốt ngày. Em bây giờ cứ suy nghĩ rồi tâm đầu, bây giờ hôm qua đi khám người ta bảo em bị trầm cảm tư tưởng, không biết là em có chương trình tư vấn cho em phải làm cái nào để em giữ được hạnh phúc gia đình của em và em sửa được lỗi với em vậy. Vâng. Bạn cũng đang rất là buồn và có thể rơi vào trạng thái trầm cảm vì thứ nhất là chuyện quá khứ của mình cũng như là gần đây thì biết rằng chồng mình cũng có vẻ có cô bạn gái khác đúng không ạ? Vâng ạ. Chuyên gia tâm lý của chương trình chúng tôi sẽ tiếp chuyện với bạn và chia sẻ với bạn. Xin mời anh. Anh chào em. Em chào anh ạ. Hai vợ chồng có con chưa? Em có 2 cháu rồi ạ. Hai cháu rồi. Hiện nay thì kinh tế của vợ chồng thế nào? Kinh tế chúng em cũng ổn ạ, xây nhà cửa 2 tầng rồi ạ. Ông xã có đi làm không hay là sau khi đi nước ngoài về là có cục tiền rồi thôi nghỉ? Chúng em nhà tất cả nhà làm bình thường thôi ạ. Cũng làm công việc ở nhà hả? Vâng. Cũng có thu nhập. Cũng không ở chung với ông bà. Không, bố mẹ em thì ở cùng một vườn thôi, nhưng bố em ở trên ạ. Nhưng mà mẹ chồng em thông cảm cho em lắm, mẹ chồng em cũng khuyên em không được nghĩ lại linh tinh ạ. Thật ra thì đấy, trước thì em rơi vào hoàn cảnh khó khăn là có chồng mà không có người chia sẻ, cuối cùng mình nói thật thì cũng rất cô đơn.
Thế và khi cô đơn thì đôi lúc người ta cũng cần một người chỉ để tâm sự chia sẻ thôi. Nhưng chuyện không may nó lại dẫn tới cái gặp một đối tượng mà nó lừa gạt. Em thì là cái người mà thật thà hiền lành nên không, có lẽ ít đọc báo chí, không lên mạng để biết thấy rằng cái chuyện mà cứ kết bạn rồi kết nghĩa anh em, xong đó rồi đi uống nước rồi đi nhà nghỉ, sau đấy thì bị người ta quay clip rồi người ta chụp lại ảnh, rồi người ta bắt buộc mình là một là cứ phải phục vụ người ta lâu dài, hai là bị tan nát gia đình nó quá nhiều. Ra em cảnh giác thì chuyện nó cũng không đến nỗi quá khó khăn như bây giờ. Tuy nhiên chuyện xảy ra rồi, mình phải biết chấp nhận thế này. Tất nhiên bây giờ cái việc anh ấy đã bỏ qua cho mình, một mặt có thể là vì không muốn mất gia đình, một mặt thì cũng thông cảm là mình cô đơn và bị cái đối tượng kia nó ép buộc, một mặt thì cũng vì hai đứa con. Tuy nhiên cái việc thông cảm, bỏ qua, tha thứ với cái việc mà không thể nào quên được và hận hận, tức là hai cái cảm xúc nó đi song song với nhau. Và có lẽ bây giờ ông ấy một chút gì đấy cảm thấy như là thiệt thòi. Trước đây mình đi làm vất vả mồ hôi, nước mắt mới kiếm được đồng tiền, hy vọng ở nhà cô ấy tử tế chăm sóc gia đình và nuôi con thì cô lại đi như thế. Bây giờ mình có vẻ thiệt thòi, thành ra cái việc mà ông ấy cứ công khai gặp bồ gặp bịch với người này người khác hay chat chít nhận người nọ người kia làm em thì nó có hai nghĩa. Một là như kiểu thấy thiệt thì bây giờ bù, nhưng hai nữa đấy chính là hành em. Một cái hình thức là bạo lực về tinh thần để cho mình phải đau đớn. Cô đã làm tôi khổ thế nào, tôi là một người đàn ông, cô đã cắm sừng tôi để mà như thế tôi đau lắm, bây giờ cô cũng phải trả giá như thế. Mà mình thì lại rơi vào một tình huống là há miệng mắc quai, đúng không? Và mình trong sáng, đoan trang, tử tế, mình không bị có một cái lỗi của quá khứ thì chắc chắn mình sẽ rất đơn giản yêu cầu anh phải sống đàng hoàng, tử tế, có trách nhiệm, thủy chung và vân vân. Nhưng lúc này mình không nói được, cái đấy mới là cái khổ. Cho nên là cái việc mà em cứ suy nghĩ nhiều nó cũng dẫn tới mà như là nói là trầm cảm thì đúng là cũng rất dễ hiểu thôi. Không làm ầm ĩ, không có mạt sát rằng anh sống không có trách nhiệm thế nọ thế kia, nhưng nói chuyện đàng hoàng đi. Em biết là trước đây em cũng có sai lầm, em có lỗi, và cái lỗi đó một phần cũng tại em nhưng một phần cũng do hoàn cảnh. Và em cũng nghĩ rằng là anh đã tha thứ bỏ qua, bây giờ vợ chồng cùng bảo nhau làm ăn kinh tế để cho con cái nó có điều kiện nó học hành tử tế. Nhưng mà hiện nay em thấy anh có làm điều nọ, anh có làm điều kia, hình như anh đang cố tình trả thù em, đang cố tình làm cho em phải đau đớn. Và làm như thế thì anh có vui không, có hạnh phúc không, có được gì không? Con một ngày một lớn lên cái gì chứ, độ 7, 8, 9 tuổi là bắt đầu nó nhận ra rồi đấy. Bố biết mà cứ thế này thế khác rồi cuối cùng thì hỏng cả con rồi tan nát gia đình. Cho nên là nhiều người bảo rằng là đi nước ngoài làm ăn nó kiếm được tiền về xây một cái nhà, nhưng mà để phá vỡ một gia đình, một tổ ấm thì hoàn toàn không xứng đáng. Anh thật sự bây giờ anh nói cho em biết đi, anh mong muốn điều gì? Để xem ông ấy nói thế nào. Ông bảo ơi chỉ là vân vân. Thì cũng để mình lường trước, mình đánh giá trước cái tình hình, xem mức độ nó trầm trọng đến đâu. Anh khách quan thì anh đoán rằng là chắc lão cũng chỉ để một là trả thù, hai là cũng để cảm thấy thiệt thì bù lại thôi, chứ cái nguy cơ mà để bỏ vợ bỏ con thì nó không lớn. Bởi vì nếu anh ấy không đủ kiên trì hoặc là quyết định một cách nó vội vàng thì chắc chia tay nhau ngay từ khi mà phát hiện ra cái việc em nó có chuyện kia của quá khứ, đúng không? Nhưng mà tất cả cái đó chắc là thời gian vật vã đau đớn ấy nó cũng qua rồi, và tính đi tính lại thì giữa cái được cái mất anh ấy vẫn duy trì cuộc sống gia đình, cuộc sống hôn nhân. Thì qua đấy mình cũng đánh giá rằng là anh ấy chẳng phải vì đi bỏ vợ bỏ con để mà đi gặp một cái cô nào để rồi mà bỏ vợ để đi lấy cái cô ấy đâu. Cho nên là cái khả năng mà để tan nát gia đình thì nó không lớn, nếu tan thì tan lâu rồi chứ không phải lúc này. Nhưng có điều rằng là cũng phải nói rõ ràng để cho anh ấy không làm cho mình đau. Đúng là thế này, có nhiều trường hợp các cụ cũng nói rằng là mắt không thấy thì tim không đau. Nếu như người vợ mà không biết, hoặc là người chồng biết tôn trọng người vợ mà gìn giữ không có thủy chung bồ bịch gì thì rất là tốt. Thế còn nếu giả sử có ăn vụng thì các cụ nói là ăn vụng phải biết chùi mép. Nhưng đây là anh cố tình
lên mạng để cho em biết, tức là đang trả thù vặt đấy. Thế cho nên là em phải nói, chứ còn thì mình cứ càng nhún nhường, mình nghĩ rằng mình đã có lỗi, mình nhún nhường thì rồi anh lại càng lấn tới, càng leo thang. Vâng, xin chúc bạn sẽ giữ gìn được sức khỏe của mình cũng như là gia hạnh phúc gia đình của mình. Cảm ơn bạn nhé. Vâng, vâng, xin chào bạn. Một lần nữa cảm ơn bạn đã gọi điện tới chương trình. Xin cảm ơn chuyên gia tâm lý học Đinh Đoàn ạ. Chúng ta cùng chuyển sang cuộc điện thoại khác. Điện thoại gọi đến từ tỉnh Phú Thọ. Vợ tôi năm nay là 50 tuổi. Vâng. Thì bà ấy là hết kinh từ năm 48. Thì bác sĩ tư vấn cho là đi khám, người ta bảo hết rồi thì tháo vòng được. Vâng. Thế nhưng mà xin hỏi chương trình là nếu như mà tháo vòng như thế mà khi mà sinh hoạt mà không dùng cái biện pháp tránh thai gì thì liệu có thai không ạ? Vâng, bác sĩ Vương Minh Phượng của chúng tôi sẽ tư vấn cho bác. Xin mời bác lắng nghe ạ. Ờ, anh ơi, thế là chị hết kinh 2 năm rồi. 2 năm rồi ạ? Vâng, và rõ ràng là cái vòng chẳng còn phải là để tránh thai nữa, cho nên tháo ra là cũng hơi muộn đấy. Tháo ra là đúng rồi, nhá, nhưng hơi muộn. Vâng. Thế và bây giờ lại lo lắng rằng là vậy thì quan hệ thì có thể có thai được không? Thì vâng, về khoa học là khi mà anh hết kinh rồi là cái khả năng có thai là không có. Tuy nhiên nó có một cái tỷ lệ rất rất nhỏ là sau 2 năm rồi có người. Vâng, nó lại có một vài cái chu kỳ nó tái lại thì nó vẫn cứ có khả năng là có thai, nhưng mà cái xác suất đấy nó rất rất là nhỏ. Cho nên cũng không thể trả lời với anh là 100% là không có thai được. Vâng, cảm ơn chương trình ạ. Xin được cảm ơn anh đã gọi điện tới chương trình và cảm ơn bác sĩ Vũ Minh Phượng ạ. Vâng, chúng ta cùng tiếp tục chương trình bằng cuộc điện thoại gọi đến từ tỉnh Vĩnh Phúc ạ. Hôm nọ tôi đã báo cho chương trình, cái nhất là tôi có cháu nội của tôi là nó cháu được 3 tuổi rồi mà. Thế thì bây giờ nó có biểu hiện cách đây được khoảng vài tháng này, gần đây thì là cháu nó có hay thích chơi những cái đồ phụ nữ, quần áo rồi thì khăn khố rồi có các đồ của phụ nữ là cháu nó hay dùng cái đó. Thì đây tôi muốn để cháu trai đúng không ạ? Vâng, cháu trai. Vâng, gia đình thì cũng đang rất là lo lắng và quan tâm tới vấn đề sức khỏe cũng như là tinh thần của cháu đúng không ạ? Dạ vâng ạ. Chuyên gia tâm lý học Đinh Đoàn ạ, thưa anh thử xem trong trường hợp một cháu trai 3 tuổi và thích chơi những cái đồ chơi, những cái đồ của phụ nữ thì có vấn đề gì không ạ? Xin mời anh. Vâng, xin chào anh. Vâng, chào, xin cảm ơn anh Đinh Đoàn ạ. Vâng, anh có là người mà ở gần cháu, chăm sóc cháu thường xuyên hay vâng, nghe bố mẹ nói chuyện với tôi ở trực tiếp với tôi luôn ạ? À thế ạ. Anh có nói rằng là cháu nó hay thích chơi đồ phụ nữ, tức là nó mặc quần áo của bà, của mẹ, hay là nó cứ ôm cái đó vào người nữa, nó hôn hít hay là chơi thế nào anh? Cháu nó cứ hay mặc về đấy bộ quần áo phụ nữ, kể cả váy viết của chị hoặc là của bà, nó có khi những cái đồ động mặt phải lấy đại thể đi. Mà nó mới 3 tuổi đúng không ạ? Những cái thứ đồ kia to tướng lắm rồi ạ. Vâng. Nhà mình thì ngoài bà này, mẹ này, chị của cháu ra thì còn ông nữa đúng không? Vâng. Vâng. Có bao giờ nó chơi cái gì của ông không? Không, cháu bao giờ nó chơi. Tôi thì rất là hâm mộ về nghệ thuật đấy, nhưng mà cái cháu lại không thích. Mẹ nó hay mở TV cho cháu nó xem những cái hoạt hình như thế, nhìn nhiều lúc nó cầm cái khăn cái khố mà nó cứ quấn lên đầu, hoặc nó thích buộc tóc, nó cứ thích làm cái bộ phim như là xem cái phim Aladdin, tám tuổi nó quàng khăn vào đầu mà lại để nó kéo mà cháu nó một cái khăn này nó cứ chơi suốt như thế, nó không cần bất cứ một cái việc ăn khi nó chả cần đại thể như thế. Lứa tuổi 3 tuổi người ta vẫn nói là tuổi học ăn học nói, học gói học mở, tuổi khỉ, tuổi bắt chước. Người lớn làm cái gì có cái gì cũng thế, thậm chí là đôi guốc của mẹ cao gót mà cũng cố xỏ vào, xong rồi đi, xong rồi còn ngã, là khóc ầm ĩ nhà lên. Đấy đúng rồi. Thế thì hình như khi mà anh gọi điện, anh băn khoăn thì tôi nghĩ rằng trong lòng anh đang có cái áy náy là con trai mà 3 tuổi mà cứ chơi cái đồ phụ nữ, thế thì liệu nó có vấn đề gì về giới tính không đúng không? Vâng. Khẳng định với anh là chưa có kết luận bất cứ một điều gì được, chỉ muốn nói rằng 3 tuổi
kể cả nó bắt chước của bà già rồi đó, ông già, có lẽ là ở nhà thì vì có bà, có mẹ, có chị, cái tỷ lệ nữ nó đông hơn, áo quần của bà, của chị, của mẹ thì nó đẹp, nó xanh đỏ tím vàng và hay vắt đây vắt đó, còn ông thì chắc chỉ có mỗi cái quần đùi hoặc là cái quần dài mặc thì cũng khó, và hơn nữa ông cũng cẩn thận, ông cất gọn đi, chứ ông mà để bừa bãi cũng có lúc nó mặc thử đấy ạ. Thế cho, nên là... cho nên là không lo lắng gì với chuyện lệch lạc tâm lý giới tính gì. Hãy nhớ rằng tuổi này nó còn cứ ở trên TV người ta làm gì thì nó làm cái đó. Vì vậy thì người ta cũng đã nhắc nhở những cái gia đình mà khi nuôi con rồi cũng không nên cho trẻ con lạm dụng TV. Nó mà xem phim bạo lực, đánh nhau rồi có khi là người lớn đi vắng ở nhà nó cũng lại cầm cái gì, cái que, cái gậy, nó giả vờ là súng, nó bắn bùm bùm, nó đóng vai săn bắt cướp. Thế thì những cái việc đó không hay. Và trẻ 3 tuổi thì nên ngủ trước 10 giờ đi. Là đi giấc thì để bà xem, hoặc là vì con mà không xem nữa thì cũng không có làm sao cả. Buổi tối ông chơi với cháu đi, dắt đi đây đi đó để cháu nó được giao tiếp với lại nhiều đối tượng, tránh trường hợp là cứ quanh quẩn bà với mẹ suốt ngày. Anna đi với lại quàng khăn dài rồi thần linh ơi kêu suốt ngày rồi thì nó không hay. Trẻ con cần nhiều học nhiều thứ, thế cho nên là ông quan tâm thế là rất là tốt rồi. Nhưng mà trước hết thì không có lo gì về cái chuyện giới tính, mà chẳng qua là đang cái tuổi bắt chước, cái gì cũng bắt chước. Vâng, cảm ơn bác đã gọi điện từ chương trình, và chúng tôi cũng xin chúc cả đại gia đình bác luôn hạnh phúc và mạnh khỏe ạ. Xin được cảm ơn chuyên gia Tâm Lộc Đinh Đoàn. Chúng ta cùng tiếp tục chương trình bằng cuộc điện thoại gọi đến từ Hà Nội. Chị hỏi em 21 tuổi ạ. Em tiêm 3 mũi, 2 mũi, 1 mũi là 310 mg và 1 mũi là cúm để trước khi có bầu ấy. Thì trước 3 tháng thì em đã có bầu ấy. Em muốn hỏi là bây giờ thì bầu các cháu con em sinh ra có biển sao không ạ? Bởi vì là tính từ lúc ngấm thuốc thì là khoảng 1 tháng 10 ngày là em có bầu ạ. Vâng. Bạn đang rất là lo lắng, sau khi tiêm phòng độ khoảng 1 tháng thì cũng đã có bầu, đúng không ạ? Vâng. Bác sĩ Vũ Minh Phượng của chương trình chúng tôi sẽ tư vấn cho bạn. Xin mời bác sĩ. Vâng. Chị chào em. Dạ vâng, chào chị. Em ơi, em tiêm phòng 3 mũi gì nhỉ? Em tiêm 1 mũi là 3 trong 1. 1 mũi là 3 trong 1 thì cách đây lâu rồi đúng không? Vâng. Thế còn cái mũi thứ 2 là mũi tiêm phòng cúm à? Vâng ạ, 2 mũi em đều tiêm một ngày ạ. Hai mũi đấy cùng một ngày. Vâng, bác sĩ bảo là phải sau 3 tháng mới được có bầu. Mà em mới 1 tháng 10 ngày thì đã có bầu rồi ạ. Em muốn hỏi con em có bị sao ạ? Nó cũng hơi nhạy cảm là như thế này. Là bởi vì khi mà tiêm phòng ấy, thì là các cái vaccine đấy nó là giảm độc lực. Thế cho nên là nếu mà không đủ thời gian để mà các cái thuốc đấy nó đào thải ra ngoài, nó vẫn còn ở trong cơ thể, thì nó có thể gây cho cái thai nhi nó có những cái khiếm khuyết gì đó. Vì vậy người ta tư vấn là sau 3 tháng, là bởi vì người ta dựa trên cái thời gian đào thải của cái thuốc đấy, của cái vaccine đấy, để mà cho an toàn cho cái việc đảm bảo cho cái thai nhi nó không bị ảnh hưởng. Thế thì bây giờ mới lại có hơn 1 tháng, đúng không? Đây là thai đầu hay thai thứ mấy em? Đây là thai đầu ạ. Thai đầu của em à? Vâng. Thế thì cũng rất là khó để mà ra quyết định. Đấy, rất là khó để mà tìm hiểu cái sự ảnh hưởng. Tức là để quyết định bây giờ là hoặc là để thì có ảnh hưởng. Rõ ràng là nó có ảnh hưởng nào đấy và cũng có thể không. Tại vì không phải tất cả các trường hợp đều là bị ảnh hưởng của tác dụng phụ của cái thuốc kia. Tuy nhiên nhưng mà nếu mà rơi vào cái trường hợp mà nó có ảnh hưởng thì là quá khổ, đúng không nào? Và đây lại là thai đầu, thế nếu mà cân nhắc mà để bỏ thì nó cũng lại phải là cân nhắc. Đấy, bỏ thì việc bỏ thai thì bây giờ nếu mà chọn các cái cơ sở tin cậy thì nó cũng không có những cái rủi ro nhiều. Thế nhưng mà rõ ràng nó lại vẫn cứ có tỷ lệ nho nhỏ nào đấy là ở cái sự có thai ở những lần sau thì như thế nào. Vâng. Đấy, vì vậy là trong trường hợp của em thì theo chị là em đi phải trao đổi thật kỹ với cả chồng.
Vâng vâng, chị muốn hỏi nữa là bởi vì em có đi khám ở một na thì các bác sĩ bảo phải đủ 12 tuần thì mình đi sàng lọc với chị thì mới biết được là có dị tật hay không ạ. Đúng rồi, đấy là đi sàng lọc. Thế còn đây là chỉ để đi tư vấn. Đấy. Ừ. Thế nếu không thì mình để đến 12 tuần tức là 3 tháng đúng không? Ừ. Thì sàng lọc xong rồi là để biết kết quả xong là lại để giải quyết vấn đề, chẳng hạn nếu như trong trường hợp xấu thì cái lúc đấy nó cũng rủi ro, tức là phái thai to thì nó cũng có những cái tổn hại nhất định. Thế cho nên là chị lại muốn là em đi đến chuyên khoa sâu, bác sĩ cân nhắc thêm cho em nhá, về cái việc giữ hay là bỏ như thế nào đấy, được không? Và trước khi đến bác sĩ thì trao đổi thẳng thắn với cả chồng, với nhà chồng đi. Mà nếu cả chồng và nhà chồng không ra được quyết định thì lúc đấy mình mới đi xin tư vấn. Vâng ạ, xin được cảm ơn bạn đã gọi điện tới chương trình. Cảm ơn bác sĩ Vũ Minh Phượng ạ. Các bạn đang theo dõi chương trình phát thanh trực tiếp Cửa sổ tình yêu. Khi gửi câu hỏi cho chúng tôi qua số điện thoại 0243 826 2625 vào tất cả các ngày trong tuần, các bạn sẽ được đội ngũ chuyên gia của chúng tôi gọi lại và tư vấn miễn phí. Xin nhắc lại số điện thoại duy nhất của chương trình 0243 826 2625. Chúng tôi đang chờ bạn. Chúng ta cùng tiếp tục chương trình ngày hôm nay và cuộc điện thoại gọi đến từ tỉnh Thái Nguyên. Alo, xin chào thính giả của điện từ Thái Nguyên. Vâng, em chào chị ạ. Vâng, tôi nghe đây, câu hỏi của bạn là gì thế? Chị ơi, xin hỏi là em và bạn em yêu nhau được 6 tháng ấy. Vâng. Thì thời gian gần đây á, thì anh ấy có bảo với em là bây giờ cho anh thêm thời gian ấy, anh chỉ nói chuyện mất với em lúc hôm nay ấy. À, thì khi em hỏi với anh đấy thì anh ấy bảo em là thì anh không nói ấy. Vâng. Thì em không hiểu là một thời gian của anh gần đây là như nào ấy. Không biết là một thời gian là có thể là em và anh ấy xa nhau gần, hay là anh ấy có người mới rồi anh mới vậy. Vâng. Thì em muốn chương trình cho em lời khuyên vậy ạ. Vâng, bạn cũng đang băn khoăn và không hiểu là thái độ của người yêu với mình như thế nào. Chuyên gia công nghiệp Đinh Đoàn của chương trình chúng tôi sẽ tiếp chuyện bạn và tư vấn cho bạn. Xin mời anh. Rồi, chào em. Vâng, chào anh ạ. Ừ, em là bao nhiêu tuổi rồi? Em 25 ạ. Ừ, đi làm rồi hay là... Em đi làm vậy ạ. Em đi làm. Còn anh ấy? Anh ấy cũng đi làm vậy, anh ấy cũng bằng tuổi em ạ. Ừ, cũng cùng công ty à, gần nhau đúng không? Không ạ, anh ấy làm ở gần nhà, còn em đi làm ở dưới Bắc Ninh ạ. À, anh thì gần nhà em, còn em thì làm dưới Bắc Ninh. Vâng ạ. Thế và cứ thứ bảy chủ nhật em mới về Thái Nguyên thì lúc ấy mới gặp được nhau. Có những lần thì em về nhưng mà em không gặp anh đấy, anh đấy làm công việc về hay về muộn ấy anh. Ờ, rồi. Cho nên là cái thời gian gặp nhau cũng không bao lâu, bởi vì em nói rằng là yêu nhau được 6 tháng. Thế thì đấy, cũng hai người đều rất là bận rộn cái thời gian gần nhau rồi, đi chơi, tâm sự, chia sẻ để mà hiểu về nhau không được nhiều. Chính vì vậy, thật ra thì tính thời gian thì cũng không phải là quá ngắn, nhưng các em biết về nhau quá ít, cho nên là em cũng chả đoán được cái tâm lý của người ta bảo thế, bây giờ em còn bảo chả biết là như thế nghĩa là thế nào, đúng không? Dạ. Những ngày mà về gặp nhau gần đây thì anh nói là muốn giãn ra một thời gian à? Có nghĩa là hôm bọn em nói chuyện chỉ qua điện thoại thôi. À. Thì anh ấy bảo em là do này công việc anh đấy áp lực ấy. Ừ. Thì cho anh thời gian để anh chấn an lại tinh thần ấy. Ừ. Khi em hỏi anh đấy là vì sao lại như vậy, anh ấy không trả lời, anh bảo là thì khi nào thì anh sẽ nói cho em sau ấy. Ừ. Thì em không biết là bởi như vì, nào ấy. Bởi vì thế này, đã nói qua điện thoại này, thế xong rồi người ta nói rằng đợt này anh áp lực vì công việc này, mình chả quan tâm gì đến công việc với áp lực của người ta, lại nghĩ là sao thế, sao lại nghĩ thế, tức là mình mới đang nghĩ về mình mà chưa nghĩ cho người khác. Giá lúc ấy em nói rằng ôi thế đấy, người yêu của nhau mà em chẳng biết về công việc của anh, thế bây giờ áp lực thế nào, em có thể chia sẻ cái gì, có thể đỡ cái gì, có thể làm gì để cho anh không, ôi, vân vân. Có khi thử thế mình thì lại đi lo cái việc của mình, là mình đang muốn cứ túc tắc tiếp tới, người ta lại đã bảo là người ta mệt rồi lại còn cứ tiếp đi thì cũng rất là khó. Thế sau đấy thôi là không có gặp nhau nữa. Và em thì em phải đi làm ấy, anh đấy thì cũng làm ở gần nhà, hai hôm nay thì em không về nhà được ấy, thì hai ngày và em không nhắn tin, không gọi điện gì á. Thế biết là thế cứ cho chưa biết là phán đoán hoặc là lý do gì, nhưng mà anh ấy đã nói là áp lực này, công việc này,
Thế em chả nhắn tin là em lo quá cơ, từ hôm anh bảo anh mệt mỏi đến nay, hôm nay có đi làm không, ăn gì chưa, chịu khó thế này thế khác, đừng để mà giá mà em ở gần để em chăm anh thế nọ thế kia, nhưng mà vì không được ở gần cho nên anh phải học cách tự chăm sóc mình. Thứ dù anh có thể bận ấy không nhắn tin lại thì mình cũng cứ gieo vào lòng anh cái điều như thế, ít nhất chứng cho mình, cho người ta là mình đang sống bằng cuộc đời của người ta, mình lo lắng cho người ta, đúng không? Nhưng mà anh ơi, em sợ mà khi em lại quan tâm gọi điện cho anh đấy thì anh ấy lại nghĩ em làm phiền đi, thì em đang nghĩ là anh đang có yêu người khác. Em cứ toàn nghĩ thế, thế còn thế, thế thì em nghĩ thế thì em quyết định hết rồi. Thế thì bởi vì này là mình phải làm thế thì mình mới biết chắc được là vì lý do gì mình nhắn tin, mình quan tâm, mình hỏi han, tự nhiên anh ấy lại thấy nhẹ nhàng dịu dàng, lại gọi điện, lại cảm động, thì hóa ra là vừa rồi bố ấy ỏng hẻo với mình, thực ra là ông ta cũng muốn nhún nhảy, ông ta nghĩ là mình không yêu ông ta, thế là mình nhắn tin gọi điện rất là tích cực, tự nhiên lại thấy khác hẳn và chả nói gì chia tay nữa, hay là chả nói gì giãn ra nữa. Thế đấy là loại trừ được một cái trường hợp là à, hóa ra là ông hẹo. Thế còn thì nhắn tin, gọi điện, thậm chí thăm hỏi cũng không gì, thậm chí còn đổi sim điện thoại, thậm chặn số máy của mình, thì mình thừa biết là người ta đang trốn chạy mình, đúng không? Thế đây là đang sàng lọc, đang loại trừ, bởi vì cứ ngồi đấy mà sợ, rồi sợ thì chả làm được việc gì. Ra đường thì sợ ô tô, đi mua rau thì sợ mua phải rau có thuốc độc, đi xem phim buổi tối thì sợ có đứa nó trêu, đi làm thì sợ mệt, thế thì không làm được cái gì cả. Muốn bắt được hổ thì phải vào hang. Bây giờ em muốn biết, nắm được tình hình thực sự là bạn trai mình đang giãn mình ra là vì lý do có bạn gái khác, hay là do cảm thấy hai đứa không hợp, không thể tiến xa, hay là chỉ vì thấy cái tình cảm của mình dành cho anh ấy cũng nhạt nhẽo, cho nên anh ấy muốn thử thêm xem mình có làm gì hay không. Thế mà nếu người ta thử mà mình cũng ngồi yên thì hóa ra cái phép thử nó lãng phí, đúng không? Không mất cái gì, mình đầu tư gia công, nghĩ đến cho người ta, và đừng có nghĩ rằng cứ phải nhắn một tin đi, người ta phải nhắn lại thì mới là tôn trọng, mới là hòa, đúng không? Nhá. Ừ, mình cứ cố gắng hết lòng. Thế mà nếu như nó không được như mình mong muốn thì mình cũng không thấy ân hận, là thực ra mình cũng đã hết lòng đến như thế với anh ấy, mình cũng chẳng còn thể làm gì hơn được nữa vì mình là con gái. Thế còn thì nếu mình chả làm gì, chỉ có ngồi đấy đợi chờ sau này có chuyện xảy ra, giá mà lúc ấy mình gắng lên một tí, giá mà lúc ấy mình cứ thử làm cái nọ, thử làm cái kia nhá. Vâng ạ, vâng ạ, em cảm ơn anh ạ. À, vâng, xin được cảm ơn bạn đã gọi điện tới chương trình và hy vọng rằng là phép thử của bạn sẽ thành công ạ. Cảm ơn chuyên gia tâm lý học Đinh Đoàn. À, chào bác. Bác ơi, em hỏi vợ chồng em lấy nhau mà vợ cách đây khoảng hơn 2 tháng, vợ em có các nổi bên buồng trứng ấy. Vâng. Chuyện ngoài của tử cung mà sao bây giờ bọn em quan hệ lại, vợ em nó cứ hay đau thì nó... Vâng. À, câu hỏi của bạn sẽ được dành cho bác sĩ Vũ Minh Phượng. Xin mời bác sĩ. Ừ, chị chào em. Vâng, em chào chị ạ. Ừ, vợ mới mổ cắt một bên buồng trứng à? Và các bên trứng à? À thế à. Thế và bây giờ khi mà quan hệ thì cứ thấy vợ nói là à, là đau chứ gì? Và còn cứ đau bên bụng bên trái, cắt bên trái mà. Ừ, cắt bên trái thì cứ thấy đau bên trái. Thì thực ra là trong 2 tháng thì cái sự liền của vết thương ấy nó có thể là nó chưa được trở lại như là một cái sẹo, như là một cái tổ chức mà nó đã lành lặn hẳn. Cho nên là nó có thể đau, hoặc là nó có cái vấn đề gì đấy. Thì bây giờ hay là đấy chỉ là cái suy nghĩ của vợ, ôi mổ cắt một bên trái rồi, cho nên là cũng hơi căng thẳng trong cái quan hệ và cảm thấy rằng là đau, và lại đau ở mức độ như thế nào. Thế thì từ khi mà mổ xong có đi siêu âm hay kiểm tra gì không? Có, em siêu âm lại, nó bảo vết mổ liền đấy ạ. À, vết mổ liền rồi. Thế và khi mổ là mổ như thế nào em? Mổ ngang, mổ dưới bụng ấy cơ. À, mổ ngang, mổ banh. Vâng, mổ banh. Thế thì gọi là liền ở cái khái niệm là liền thôi, chứ còn cái liền sẹo của một cái vết thương ấy thì nó phải hàng năm trời. Đấy, em cứ biết là mình chỉ cần đứt cái tay thôi mà liền rồi, không chảy máu nữa rồi. Thế nhưng mà co duỗi hoặc là trái gió trở rời gì đấy nó vẫn cứ còn đau, huống hồ là một vết mổ nó rất dài ở bụng. Thế và trong cái quan hệ ấy, thì ở một cái giai đoạn mà cao trào ấy, nó có cái co thắt của các cơ nhá. Thì cái lúc đấy các cơ nó co thắt nhiều thì nó sẽ
bộc lộ lên là cái đau, và hỏi quan sát xem là vợ là có đau lắm không. Đấy. Em hiểu mà giờ đau nó kiểu nó quặn bụng lên thế lại dừng lại mẹ khôi à. À thế hả? Dạ. Thế thì đấy thì đấy là những cái lý do và cũng thăm dò xem là vợ cái sự phục hồi sau cái mổ ấy về mặt sức khỏe nó như thế nào. Có thể là chưa được khỏe lắm này, rồi cái liền sẹo của vết thương nó cũng chưa tốt lắm này, mà mình cố gắng quan hệ ấy, đôi khi nó để lại một vợ không thoải mái, vợ không sẵn sàng ấy, thì để lại một cái mà người ta nói là sợ về quan hệ tình dục ấy, mà nó có thể gây ra một cái lãnh cảm, và trong những cái lãnh cảm tình dục ấy thì cái đau nó là do yếu tố tinh thần nó đóng góp rất là lớn, chứ không phải là cái tại cái thực thể, tức là tại cái chỗ vùng mổ nhá. Cho nên là về cái tinh thần tâm lý thì em cứ thẳng thắn cởi mở với vợ xem là bây giờ bọn em khoảng bao nhiêu lâu thì có thể, nếu mà cơ hội bọn em có con có bao nhiêu phần trăm chưa? Thực ra thì để khẳng định là bao nhiêu phần trăm thì nó khó, thế nhưng mà cái mắn như là còn hai bên thì nó sẽ không được như vậy. Dạ. Nhá, nó còn tùy thuộc vào cái hoạt động của buồng trứng bên kia. Dạ, hỏi như vậy khoảng bao nhiêu lâu thì có chữa lại được, có chữa được lại được, và khoảng bao nhiêu thì là an toàn đẹp? Bao nhiêu lâu thì an toàn sau khi mổ cắt buồng trứng bên này ấy gì? Thì cái cắt buồng trứng chứ không phải là ở cái can thiệp đến cái dạ con. Vì vậy là nó phụ thuộc vào bây giờ cái việc rụng trứng của buồng trứng bên kia là chính, và cái sự phục hồi sức khỏe của vợ em. Thế thì cứ bây giờ là sau 2 tháng rồi, và mình cứ quan hệ, nếu như mà có thai luôn thì nó cũng hơi mắn quá, nhưng mà nó cũng lại là một tín hiệu mừng. Em hiểu không? Thế còn nếu không thì sau vài tháng nữa mà vợ sức khỏe nó hồi phục hoàn toàn để cho một cái thai mới, thì bây giờ vợ phải chuẩn bị sức khỏe thì cũng càng tốt thôi. Vâng, xin được cảm ơn bạn đã gọi điện tới chương trình. Cảm ơn bác sĩ Vũ Minh Phượng ạ. Chúng ta cùng tiếp tục chương trình, và cuộc điện thoại gọi đến từ tỉnh Lào Cai. Alo, xin chào bạn trẻ từ Lào Cai. Vâng, chào anh ạ. Vâng. Cho em hỏi là hôm 30 này em có đi uống rượu say, và em quan hệ bằng miệng với gái mại dâm, thì em gặp bác sĩ em có ảnh hưởng nhiều. Quan hệ bằng miệng, tức là bạn dùng miệng của bạn á, hay là... Không ạ, miệng của gái mại dâm nữa anh. À, miệng của gái mại dâm, tức là kích thích bằng miệng cho bạn, đúng không? Vâng. À. Cái việc này của bạn có hay xảy ra thường xuyên không? Không anh ạ, có hôm 30 này mà em lĩnh lương, thế là chúng em đi uống rượu ở nhà hàng mà. Thế sắp lĩnh lương nữa thì làm thế nào? Thì có lần nữa không? Chắc là không anh ạ. Năm nay bạn bao nhiêu tuổi rồi? Năm nay em 30 tuổi. Thế à, có vợ có người yêu chưa? Em chưa anh ạ. À thế à. Chị Hoàng Thúy Hải sẽ xem việc cái quan hệ tình dục bằng miệng như vậy nó có mắc bệnh truyền nhiễm gì hay không nhá. Chị chào em. Dạ em chào chị ạ. Bây giờ thấy lo chưa? Dạ cũng lo chị ạ. Thế sao giọng vui vẻ thế? Sao đi làm nào được là vẫn để chịu ấy chị. À thế à. Đấy là việc nghiêm túc đấy nhá. Hành vi quan hệ tình dục bằng đường miệng nó cũng có thể làm lây các cái bệnh mà như người ta gọi là bệnh lây qua đường quan hệ tình dục. Chị nói ví dụ như là nếu mà cô ấy bị herpes chẳng hạn, thì người ta mà bị herpes những cái nốt ở miệng này, ở môi này, hoặc ở bên trong của cái khoang miệng thì đều có thể là làm lây cho em qua cái đường quan hệ tình dục đấy, bởi vì là đã có sự tiếp xúc trực tiếp của cơ quan sinh dục của em với những cái chỗ viêm nhiễm như vậy nhá. Thứ hai là nếu mà cô ấy mà là người có các cái bệnh có thể lây truyền qua máu, ví dụ như là HIV, viêm gan B, thì khi mà người ta quan hệ tình dục với em ý, thế và nếu như trong cái lúc mà đặc biệt là quan hệ tình dục đường miệng thì xây sát cái cơ quan sinh dục của em, và người ta mà bị những cái bệnh như đấy
đấy, thế thì cũng có thể khả năng làm lây bệnh cho em. Thế có điều bây giờ như thế này, hiện tại bây giờ thì em thấy vẫn hoàn toàn khỏe mạnh bình thường, không có vấn đề gì đúng không? Cơ quan sinh dục không thấy bị làm sao, người cũng chưa thấy có biểu hiện gì. Cho nên là, nhưng mà rất ý thức về sức khỏe của mình, cho nên cũng phải hỏi các anh các chị xem có vấn đề gì không. Thế bây giờ theo chị thế này nhá. Thứ nhất là tất cả những lần lĩnh lương sau là không được có những cái hành vi như vậy nữa. Được chưa? Đấy là hành vi nguy hiểm nhé. Hành vi có nguy cơ cao. Thứ hai là thôi từ nay trở đi thì phải biết các cái kiến thức để bảo vệ sức khỏe của mình. Thứ ba nữa là đành phải chờ đợi đến một tháng sau thì đi làm xét nghiệm nhé. Đi làm xét nghiệm HIV, viêm gan B xem nó có vấn đề gì không. Thế và chắc chắn nhất là sau 3 tháng mình kiểm tra thì mình yên tâm nhất. Từ nay cho đến thời gian đấy tuyệt đối không được có hành vi gì nguy cơ nữa nhé. Và tôi nghĩ là bạn sẽ có nhiều lần để được lĩnh lương nữa, và mỗi lần lĩnh lương thì mình nên suy nghĩ để xem cái khoản lương đó tiêu vào việc gì cho hợp lý nhé. Xin chào bạn, cảm ơn chị Hoàng Thí Hải. Chúng ta cùng tiếp tục chương trình bằng cuộc điện thoại khác. Cuộc điện thoại gọi đến từ tỉnh Thái Bình. Alo, Thái Bình đâu ạ? Alo, là câu hỏi của em là cách đây là mấy năm ấy anh? Vâng. Thời còn đi học ấy mà em năm nay em 23 tuổi rồi. Vâng. Thì em thời đi học thì em cũng nghĩ đó là tình yêu có, thì hai đứa em yêu nhau cũng được hơn 2 năm anh ạ. Vâng. À, rồi sau đấy thì tự dưng mà em cũng không hiểu lý do tại sao mà cô ấy nói chia tay với em ấy. Vâng. À, cô ấy nói là thứ nhất là không đến được với nhau là vì gia đình cô ấy là theo về đạo Thiên Chúa ấy. Vâng. Còn em thì lại theo về bên đạo Phật, nên là cô ấy bảo là có yêu thì không có kết quả, không đến được với nhau ấy. Vâng. Thế là em rất chán nản, nên là em quyết tâm em đi lính ấy. Vâng. Và khi em đi lính về thì bây giờ em và cô ấy là vẫn thường xuyên liên lạc với nhau ấy. Vâng. Cô ấy thì là cô ấy cũng ở nó, cô ấy ở Khương Trung mà em thì em ở bên Bắc Thăng Long. Thường xuyên liên lạc với nhau, em vẫn yêu em nhớ cô ấy. Vâng. Mà bây giờ em không biết làm thế nào thì em mong chương trình cho em một lời khuyên. Vâng. Tức là quê các bạn thì là ở Thái Bình đúng không? Và học cùng nhau ở Thái Bình đúng không? Dạ vâng ạ. Và bây giờ thì cả hai bạn đều đang lập nghiệp ở Hà Nội à? Dạ vâng ạ. À thế à? Thì chia tay được bao lâu nay rồi? Chia tay được gần một năm nay ạ. À gần một năm nay. Thế trong một năm nay thì bạn có cảm tình với một cô gái nào khác hay không? Không ạ. Thì nói chung là từ ngày yêu thì em vẫn chung tình với cô ấy mà thực sự cho đến bây giờ em vẫn nhớ, không sợ em quên được. À thế à, mà gần nhau như thế chắc thì cũng gặp nhau thường xuyên à? Thì thỉnh thoảng ạ. Gặp nhau thì nói chung là đi uống trà chanh hoặc là đi chơi một đâu đó rồi để về thôi. À thế à, cũng dắt nhau đi uống trà chanh xong rồi đi chơi đâu đó đúng không? Chị Nguyễn Thị Mùi sẽ tâm sự với bạn nhé. Ừ, chị chào em. Em chào chị ạ. Ừ, thế là tình cảm về phía em là rất sâu nặng đấy đúng không? Thế nhưng mà vấn đề là cái tình cảm từ phía cô ấy như thế nào, em có đo được không? Em có thể em cảm nhận được tình cảm từ cô ấy là chắc là cô ấy bây giờ chỉ coi em như là một người bạn. Ừ. Cho nên vấn đề ở đây nó là tình cảm của cô đấy, chứ nó lại không phải là vấn đề là cô ấy là theo đạo Thiên Chúa đâu em ạ. Ừ, chị sợ rằng đấy chỉ là một cái cớ để cô ấy nói ra và cô muốn chia tay với em thôi. Có thể là hai người là bạn thì lại rất là tốt, thế nhưng mà trở thành người yêu thì cô thấy là vì một lý do gì đấy nó không ổn, nên là cô ấy đã không tiếp tục nữa nhé. Chứ còn chị thấy trên thực tế thì cũng có rất là nhiều người mà người ta ở những cái đạo khác nhau nhưng mà rồi người ta vẫn kết hôn được với nhau mà em. Ừ, nó chỉ cần là ví dụ như bên nhà thờ người ta yêu cầu là người mà người vợ hoặc là người chồng mà không phải là người theo đạo ấy thì sẽ có một cái thời gian đi học cái giáo lý ở bên nhà thờ thôi, chứ không phải là phải trở thành người theo đạo đâu em ạ. Ừ, bây giờ chị thấy cái điều đấy nó rất là cởi mở, cho nên là em hãy xem xét lại thật kỹ xem là thực sự, mà ở đây thì em cũng đã cảm nhận được rồi mà, tức là cô chỉ coi em là bạn thôi. Thế nhưng mà về khía cạnh nào đó ấy, thì em lại vẫn cứ muốn cô là người yêu. Vậy thì nếu như em vẫn muốn cô là người yêu thì em hãy làm một cái điều gì đó để cô hiểu cái tình cảm của em có được không? Có nghĩa là em làm cái vấn đề đấy thì em cũng làm nhiều rồi chị ạ. À, cũng đã làm nhiều rồi. Ở đây thì chị muốn nói với em rằng là việc mà theo đạo hay không nó không phải là một cản trở chính ở đây em ạ, nhá. Bởi vì em có nói là em cảm nhận được cô ấy không yêu em, và cái cảm nhận về chuyện cô không yêu em thì nó lại không liên quan đến cái vấn đề là cô ấy là người theo đạo Thiên Chúa. Bởi vì nếu như hai người thật sự yêu nhau thì sẽ phải bàn một cách là làm như thế nào để có thể đến được với nhau cơ.
em mình dung không? Ừ, tức là hai người nếu thật sự yêu nhau thì người ta sẽ không muốn xa nhau, người ta sẽ phải cùng nhau vượt qua những khó khăn trở ngại. Nhưng trong trường hợp này thì cô lại chỉ nói với em về chuyện là à, có cái trở ngại như thế thì yêu nhau cũng chả đi đến đâu đâu, cho nên là có thể xem như đấy là một cái cớ. Và vì vậy thì em cũng lại nên xem cho là liệu mình có nên tiếp tục những cái chuyện là liên lạc qua lại như thế này không. Nhiều khi cô cũng chia sẻ với em mà từ những cái buồn vui hay là những cái nhỏ nhất ấy. À, nó có những trường hợp như vậy em ạ. Bởi trong cuộc sống nó không phải chỉ có tình yêu mà nó còn có tình bạn mà em. Nhá, ừ. Thế nên có những người thì thật sự là người ta cũng cảm thấy là à, có một người bạn thân thiết hiểu mình để chia sẻ niềm vui, nỗi buồn là rất quan trọng. Nhưng mà dường như để đi đến tình yêu thì nó còn thiếu một cái gì đó. Cho nên là người ta không tiến tới cái tình yêu. Nhưng mà một trong khi đó nếu cả hai phía, cả về phía người nam người nữ đều hiểu như thế thì chuyện nó đơn giản. Nhưng mà nó dở ở chỗ là đôi khi lại hai bên không nghĩ giống như nhau. Một bên thì chỉ nghĩ là muốn duy trì tình cảm, nhưng một bên thì là muốn hướng đến tình yêu. Và trong trường hợp của em là đã từng có tình yêu rồi đúng không? Cho nên là em muốn nối lại tình yêu. Thì em đôi khi em hay diễn dịch những cái cách xử sự của cô theo cái hướng là tình yêu em ạ. Cho nên là phải tỉnh táo để tránh ngộ nhận trong cái trường hợp này. Và vì vậy nếu như để cho mình có thể hiểu biết rõ hơn thì mình tạm một thời gian mình ngừng để mình không liên lạc hay là mình gặp nhau thường xuyên nữa để xem là về phía cô đấy thì cô sẽ ứng xử như thế nào. Nhá. Bạn nghe rõ những lời tâm sự của chị Bích ngồi chưa chứ? Chúc bạn sẽ tìm được cái tình yêu đích thực của mình. Xin chào bạn.